Các bạn đã bao giờ nghe đến một cái chuyên ngành là chuyên ngành kinh doanh bất động sản ở Việt Nam trên được đào tạo chính quy ạ, ở trong trường đại học? Và nói chung là xã hội rất ít người biết ạ, rất ít người biết là có một chuyên ngành như vậy. Nhưng mà Kinh tế Quốc dân là cái trường đầu tiên mà mở ra ngành đào tạo này cách đây 20 năm. Tôi là một trong những người đầu tiên mà xây dựng cái ngành này lên ở Việt Nam. Kinh tế Quốc dân là đầu tiên và đi đầu ở Việt Nam. Thế thì sau một quá trình mà tôi làm việc ý, tôi thấy rằng là nếu mà cũng chỉ đến đất đai thôi thì nó thuần túy quá và nó gây sự lãng phí. Trong khi đó đất đai thì nó có thể sản sinh ra, đất đai là mẹ, đất đai là nơi mà bao bọc, đất đai là có thể sản sinh ra vô vàn những cái sản vật, những cái cơ hội để mà chúng ta có thể phát triển nó. Và tôi chuyển một cái nhánh nghiên cứu, tôi có vài nhánh nghiên cứu, nhưng mà tôi chuyển một cái nhánh nghiên cứu sang đó là gì ạ? Là đầu tư phát triển đất nông nghiệp, theo cái hướng là nông nghiệp. Trong khoa bất động sản của chúng tôi thì có 4 bộ môn. Ở trường đại học Kinh tế Quốc dân ấy thì có 4 bộ môn. Bộ môn kinh doanh bất động sản, bộ môn kinh tế tài nguyên, bộ môn quản lý đất đai và bộ môn kinh tế nông nghiệp. Và trong khoa là khoa bất động sản và kinh tế tài nguyên thì nó lại có bộ môn kinh tế nông nghiệp. Trong bộ môn kinh tế nông nghiệp thì nó lại có gì ạ? Là có những cái môn học là kinh doanh nông nghiệp. Vậy thì giữa câu chuyện là trong một khoa thì nó có 4 bộ môn như vậy, nó quấn quýt với nhau, nó cứ hỗ trợ cho nhau và nó phát triển lẫn nhau. Và tôi thấy rằng là đôi khi trong bộ môn, tôi là bộ môn kinh doanh bất động sản, nhưng tôi làm nông nghiệp nhiều hơn các thầy cô ở trong bộ môn kinh tế nông nghiệp. Dòng tiền thu được của tôi từ làm nông nghiệp là một dòng tiền rất bền vững và rất lớn, rất lớn. Ngoài câu chuyện là đất đai, chính vì vậy mà tôi thấy rằng là công ty tập đoàn chúng ta đi, tôi cho rằng là rất đúng hướng, nó có sự phát triển gọi là mạnh mẽ, đúng hướng và là một cái xu thế tất yếu, và thậm chí nó mang tính biểu tượng. Làm sao ạ? Bởi vì các bạn sẽ thấy là cả xã hội chúng ta chỉ làm bất động sản thôi, đúng không ạ? Mua để đấy chờ tăng giá, đúng không? Và có đúng không ạ? Mua để đấy chờ tăng giá, đúng không ạ? Nhưng mà tập đoàn chúng ta đã đi theo một cái hướng tôi cho là tiên phong. Tôi nhắc lại với các bạn là tôi làm việc với hàng nghìn doanh nghiệp rồi. Tôi cho là tiên phong, đúng không ạ? Và đây là một cái điển hình tôi nghĩ rằng là rất là đáng khích lệ. Và tôi nghĩ rằng là cá nhân tôi cũng như là cái ngành bất động sản phải cảm ơn các bạn, vì các bạn mà đã tạo ra được những cái gọi là sản vật, nó tạo ra một cái xu thế, nó tạo ra một cái cách tiếp cận, nó tạo ra một cái gọi là gì ạ, là định hướng mà cần thiết phát triển trong xã hội. Bởi vì các bạn thấy đất đai chúng ta bị băm nhỏ khắp mọi nơi trên đất nước trong cơn sốt 3 năm vừa qua, đúng không ạ? Và bị bỏ hoang rất là nhiều, đúng không ạ? Và thế thì tôi cũng chia sẻ với lúc đầu như vậy. Bây giờ chúng ta vào cái nội dung. Tôi nghĩ là tôi sẽ nói với các bạn về vấn đề chính. Đầu tiên là tôi sẽ nói với các bạn về bất động sản, về thị trường bất động sản. Sau đó chúng ta sẽ nói chuyện với nhau một chút liên quan những cái vấn đề về đầu tư nói chung và đầu tư bất động sản nói chung. Và cuối cùng là chúng ta sẽ nói với nhau về đầu tư phát triển đất nông nghiệp đa dụng nói riêng. Thế thì với cả ba cái chủ đề như vậy thì tôi chúng ta sẽ nói chuyện chia sẻ với nhau ngày hôm nay. Cái nền tảng thì tại sao tôi phải nói đầu về bất động sản trước, về thị trường bất động sản trước, sau đó nói đến đầu tư và cuối cùng mới nói đến gọi là đầu tư phát triển đất nông nghiệp đa dụng. Đất nông nghiệp đa dụng. Bởi vì nó phải đi dần dần, bởi vì tôi đang mặc định rằng là các bạn chưa được đào tạo về bất động sản, hoặc là các bạn chưa có hệ thống tư duy về bất động sản nói chung, rồi là tiếp theo trên bất động sản đấy thì chúng ta làm đầu tư như thế nào. Và trong đầu tư thì nó có một cái hướng, đó là gì ạ? Đất nông nghiệp đa dụng, phát triển, vận hành, khai thác, làm cho đất nó có linh hồn, thổi hồn vào đất. Thì đấy là ba cái mảng nội dung là như vậy. Ở đây thì tôi cũng chia sẻ qua với các bạn một chút, là một sinh viên của chuyên ngành kinh doanh bất động sản ý, thì các bạn sẽ phải được học trên cái nền tảng đầu tiên là như này. Đầu tiên là môn thị trường bất động sản, là năm thứ đầu năm thứ ba là được học.
Và trên nền tảng của môn này thì các bạn mới học những môn nâng cao, ví dụ như là môn môi giới bất động sản, ví dụ như môn lập và quản lý dự án đầu tư bất động sản, ví dụ như môn quản trị bất động sản, quản trị tòa nhà đấy, ví dụ như cái môn là môn định giá bất động sản, ví dụ như môn tâm lý đầu tư bất động sản, ví dụ như môn đầu tư và tài chính bất động sản, ví dụ như cái môn là marketing bất động sản, vân vân. Nhưng mà nền của nó đầu tiên vẫn phải là môn thị trường bất động sản là gì? Nền, đúng không ạ? Và thế đây là tôi giới thiệu với các bạn một chút về cái nền. Vậy thì chúng ta thấy rằng bất động sản là gì? Và cái câu hỏi này nghe nó rất là buồn cười bởi vì nó quá là sơ đẳng. Và nhưng mà một cái người mà làm thì chúng ta sẽ cần phải có những cái góc nhìn nó rất là căn bản, căn cơ, nó rất là nền tảng, nó rất là khoa học, nó rất là đáng tin cậy, nó rất là bền vững. Và bất động sản đó là gì ạ? Đó là đất đai, đó là những cái tài sản gắn liền với đất đai. Và cây cối cũng là bất động sản. Nhưng mà thường ý, trong lý thuyết thì người ta nói này này, cái cây nào mới được gọi là bất động sản? Cây nào mới được gọi là bất động sản? Người ta nói là gì ạ? Là cây phải có giá trị lớn, gắn chặt với đất đai, gắn liền với đất đai. Và cái cây đấy nó đóng góp cho giá trị tổng thể của đất đai đó. Ví dụ một mảnh đất biệt thự ở Vinhome đi, 500 m², chúng ta có thể mua bán với giá là 50 tỷ. Một mảnh đất thôi nhé, không có nhà nhé, không có nhà trong Vinhome. Nhưng nếu mà các bạn là một kiến trúc sư cảnh quan, nếu các bạn là một người làm nông nghiệp, nếu các bạn là một người mà có gọi là góc nhìn của một người làm mỹ thuật và nghệ thuật, các bạn có thể bê một cái cây rừng ở đâu đó ở Y Tý về đây, những cây rất đẹp, và các bạn trồng vào cái mảnh đất 500 m² ở Vinhome đó, thì rất có thể cái mảnh đất của Vinhome đó nó không phải là bán 50 tỷ nữa mà nó là 60 tỷ. Mặc dù cái cây đấy của các bạn, tất cả các cái công sức giá mua giá bán nó chỉ là 500 triệu thôi, nhưng nó có thể làm gia tăng được 10 tỷ trên một mảnh đất nếu các bạn biết chọn đúng cái cây và các bạn trồng ở đúng chỗ và các bạn biết bán cho đúng người, thì nó là 60 tỷ chứ không còn là 50 tỷ nữa. Vậy thì cái cây đấy nó được coi là bất động sản, không những không chỉ vì là cái giá trị của nó, tức là cái giá cả mua của nó là đắt 500 triệu cơ mà, đúng không ạ? Mua 300 triệu cộng với 200 triệu tiền đánh và trở về đây làm cho nó sống, đúng không ạ? Thì không phải là vì nó đắt, cái cây nó đắt, mà vì nó đóng góp cái giá trị và tổng thể mảnh đất cho ai đó, cho mục tiêu nào đó, đúng không ạ? Và cái đấy người ta gọi là kinh doanh bất động sản chứ không phải là trồng cây, cái đấy không phải là làm nông nghiệp. Cho nên vấn đề là chúng ta phải biết chọn cái cây nào, thế ra sao, tuổi tác thế nào, vóc dáng ra sao, màu sắc thế nào, lá rụng hay không rụng thế nào, vân vân, đúng không ạ? Ở ý nghĩa cái câu chuyện về cái cây đấy là như thế nào, thì các bạn hoàn toàn các bạn có thể làm cho mảnh đất đấy tăng giá lên thành 60 tỷ. Vậy thì cái cây đấy được coi là bất động sản và nó là linh hồn của mảnh đất, và hàng trăm mảnh đất xung quanh không có cái cây đấy nó không thể được so sánh với mảnh đất đấy, đúng không ạ? Vậy thì cây cối cũng là bất động sản. Tuy nhiên thường người ta hay nói với nhau khi mà dạy về quản trị kinh doanh bất động sản ý, người ta hay nói là cây cối thôi, nhưng người ta không đi sâu vào chi tiết của xã hội đó. Ở xã hội thì tôi bỗng phát hiện ra một điều là như thế này: một củ sâm ngọc linh có được coi là bất động sản không? Có chứ, đúng không ạ? Nếu mà nó 30 năm tuổi, đúng không ạ? Và bởi vì bản thân một củ sâm ngọc linh là có giá trị lớn, nó nằm ở đất, mà đất đấy là đất phải cao trên bao nhiêu, mấy nghìn mét, 2000 mét, đúng không ạ? Và nó phải cao trên 2000 mét so với mặt đất biển, chứ còn để mà mang xuống dưới là không trồng được nữa, đúng không ạ? Vậy thì cái bất động sản là cái mảnh đất mà trên cao trên 2000 mét đấy nó có giá trị cho sâm ngọc linh, và củ sâm ngọc linh đấy cũng là bất động sản, mặc dù nó bé, đúng không ạ? Rất là bé, đúng không ạ? Và vậy thì chúng ta làm nông nghiệp, chúng ta sẽ thấy là cái sự chuyển dịch giữa cái gì đó là to đùng khổng lồ, đất đai hay là nhà cửa, nó sang những cái gì đó rất là nhỏ nhắn xinh xắn.
Và cái đấy cũng được coi là bất động sản nếu chúng ta nhìn ở góc độ của người làm kinh doanh bất động sản. Nếu chúng ta nhìn ở góc độ của người đầu tư bất động sản. Bởi vì nó là giá trị lớn, bởi vì nó có tuổi đời lâu đời, bởi vì nó đóng góp vào giá trị của mảnh đất đấy. Đương nhiên không phải là một củ mà nó là một vườn gì đó 100 mét vuông chẳng hạn, đúng không ạ? 100 mét vuông thôi mà trồng sâm ngọc linh là chúng ta nhân tâm sống rồi, đúng không ạ? Chúng ta có hy vọng cho cuộc đời thôi, có đúng không ạ? Và chúng ta hy vọng được một ngày mai đổi đời thôi, không đùa đâu, vấn đề là hơi lâu một chút thôi, đúng không ạ? Và vậy thì các bạn sẽ thấy là gì ạ? Bất động sản nó là đất đai và tài sản gắn liền với đất đai. Đương nhiên chúng ta gọi là gượng ép một chút, chúng ta gọi là chúng ta gọi là làm sao ạ? Thiên vị một chút thì chúng ta có nhìn thấy là gì ạ? Rau của chúng ta cũng là bất động sản. Nếu chúng ta biết cách kinh doanh và khai thác nó, và chúng ta khai thác cái này này không phải là để chúng ta mua để ăn, mà nó làm gia tăng giá trị của đất bằng một hình thức nào đó, bằng một kịch bản nào đó, đúng không? Cái quan trọng không phải là chúng ta mua được đất như thế nào, mà quan trọng là chúng ta có gia tăng được bất động sản là những cái tài sản trên đất hay không mà thôi, bằng cách nào, đúng không ạ? Và vì vậy mà chúng ta nói bất động sản là như vậy. Tuy nhiên mở rộng hơn một chút, cái này thì nó chuyên ngành bất động sản nhiều hơn. Đó là gì? Đó là vỉa hè ở đường Minh Khai này có phải là bất động sản không? Đúng đúng không ạ? Nó chắc chắn nó là bất động sản rồi, bởi vì nó chiếm giữ một cái gọi là diện tích trên bề mặt trái đất, đúng không ạ? Trong kinh doanh bất động sản chúng ta có kinh doanh được vỉa hè không? Có chứ. Chúng ta kinh doanh cái gì đó trên vỉa hè, ví dụ chúng ta bán bún, ví dụ chúng ta bán trà đá, đúng không ạ? Đấy là kinh doanh cái gì đó trên vỉa hè, tức là chúng ta kinh doanh cái gì đó trên đất nó liên quan đến một vị trí nào đó. Rõ ràng là một cái quán trà đá mà trước cửa công ty chúng ta ở đây kiểu gì bán tốt, bởi vì các bạn rất đông ở đây, đúng không? Và vậy thì việc chúng ta sử dụng vỉa hè nó có ra dòng tiền không? Có. Nó mạnh mẽ hơn, tôi thấy là vỉa hè Sài Gòn Hà Nội mạnh mẽ hơn vỉa hè Sài Gòn rất nhiều. Vậy thì các bạn có biết rằng là ở Hà Nội có những cái vỉa hè mà người ta chỉ bán mấy cái kẹo lạc, mấy điếu thuốc, một cái điếu cày, mấy cái cốc trà nóng, mấy cái kẹo cao su và vân vân. Tổng đầu tư không quá 1 triệu đồng Việt Nam. Nhưng một ngày lợi nhuận của họ là bao nhiêu tiền các bạn biết không? Đó. Một ngày lợi nhuận của họ có thể là 3 triệu đồng. Lợi nhuận nhé, tôi không nói doanh thu. Doanh thu có khi 4 triệu thôi nhưng mà lợi nhuận 3 triệu. Và đấy là trong vòng một ngày, sáng gieo, chiều gặt. Có đúng không ạ? Và cái thời mà có những thời điểm mà tôi nghiên cứu, tôi phát hiện có những người, hai vợ chồng có một quán trà đá, một quán trà ở vỉa hè mà nuôi con đi học nước ngoài và đi ô tô xịn. Được không ạ? Và vậy thì tuy nhiên nó có yếu tố đặc biệt. Đó là gì ạ? Mà khách hàng của cái quán đấy ai là ai các bạn biết không? Lại toàn là những người đi Porsche với cả Lexus với cả Lamborghini đến ngồi uống đấy ạ. Mà ngồi trên cái gì các bạn biết không? Ngồi trên mấy cái súp bọt biển quấn lại. Tại sao các bạn biết không? Tại sao khách hàng toàn những người ngồi như thế đấy ngồi đấy uống ạ? Mà giá rất đắt, đắt gấp đôi những nơi khác. Nơi khác là độ 3.000, ngày xưa tôi nhớ thời điểm đấy là 3.000, cho đấy là bán 6.000 một cốc. Dạ. Có thông tin đấy, đúng rồi, vị trí là đúng rồi, liên quan bất động sản là vị trí đúng rồi. Bởi vì đối diện ý, là một công ty người mẫu. Dạ. Cảnh quan đẹp không? Quá đẹp. Rồi, vậy thì nếu cái đôi vợ chồng đó chuyển nhượng quyền sử dụng cái chỗ đó thì họ sẽ bán bao nhiêu tiền? Tuy nhiên không có hợp đồng chính thức đúng không? Nó là hợp đồng viết tay và chuyển nhượng miệng đúng không ạ? Vậy thì bây giờ các bạn
các bạn bỏ tiền ra mua một cái gì đó mà một ngày mang về 3 triệu. Các bạn dám bỏ ra bao nhiêu tiền để các bạn mua chỗ đấy, quyền sử dụng. Không có quyền sở hữu gì đâu nhá, quyền sử dụng. Các bạn bỏ ra bao nhiêu tiền để mua một cái gì đó một ngày được 3 triệu? 3 triệu. Sao lại là 100 triệu chứ? Quá rẻ. Quá rẻ. Đương nhiên. Đương nhiên. Nó sẽ phụ thuộc. Tôi hỏi các bạn một căn hộ chung cư bây giờ cho thuê được bao nhiêu tiền một tháng? Căn hộ 80m. 80. 10 triệu đúng không? Ờ, quy giá của nó bao nhiêu tiền? 82,3 tỷ. Đúng không? Và tuy nhiên chúng ta không so thấy là khập khiễng. Nhưng mà chỉ nếu mà chúng ta nhìn vào bất động sản và mang lại dòng tiền, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta dám bỏ vào. Nhưng đương nhiên câu chuyện thì đi sâu hơn, đó là câu chuyện của dân định giá bất động sản. Tức là gì ạ? Là cái quyền khai thác đến được bao lâu, cái xác suất nó bị mất cái quyền sử dụng đấy là bao lâu, như thế nào, vân vân, đúng không ạ? Chúng ta đánh giá xác suất, đúng không ạ? Và quãng thời gian khai thác. Thế chân nhưng mà vấn đề ở chỗ chúng ta là gì ạ? Vậy thì tôi muốn mở rộng cho các bạn cái tầm nhìn về bất động sản. Bất động sản nó không gì gì là ghê gớm đâu. Kinh doanh bất động sản là cái gì? Là đi làm một quán nước ở vỉa hè, sau đó một thời gian sau bán lại, xong. Đấy là kinh doanh bất động sản. Với số vốn bỏ ra là 1 triệu đồng. À, chúng ta là người phát hiện ra giá trị mà. Chúng ta là người phát hiện ra, chúng ta là người xây dựng lên dòng tiền có được từ cái bất động sản đó. Cái này tôi đã nhìn thấy cách đây được 20 năm ở Hà Nội rồi. Chả nhẽ hồi đấy tôi lại bỏ nghề để tôi đi làm gọi là mở công ty kinh doanh vỉa hè. Và tôi phát hiện được rất nhiều những cái nơi mà tôi chắc chắn là chỉ là 6 tháng sau mà sẽ rất đông khách. Mà lúc đấy chả có ai chiếm cả, bởi vì tòa nhà đang mọc lên. Tòa nhà đang xây dựng. Và đi từ tòa nhà mới xây dựng xong thì rõ ràng cái vỉa hè nó sẽ đắt. Có đúng không ạ? 17, 18 năm trước tôi đã nhìn thấy vấn đề này rồi. Nhưng mà thôi, mình có nhiều việc để làm nên mình không làm như vậy. Đúng không ạ? Rồi, thế thì vậy thì bất động sản nó có thể là rất giản dị. Kinh doanh bất động sản, đầu tư bất động sản nó có thể là rất nhiều rất giản dị. Chứ không phải là ghê gớm đâu, tỷ này tỷ nọ, trăm triệu này trăm triệu nọ đâu ạ. Được không ạ? Cho nên là cái quan trọng tôi nhấn mạnh với các bạn nó vẫn là câu chuyện gì? Là làm thế nào phát tiền ra từ đất. Thế còn bản thân cái đất thì nó vẫn lên là đúng rồi, vì thị trường nó lên thì nước nổi bèo nổi, đấy là chuyện tự nhiên của nó, không sao cả. Mà nó vậy thì chúng ta sẽ có một cái lãi kép, mà không phải là lãi kép đâu ạ, mà lãi gọi là gì ạ, ba nguồn lãi. Thậm chí nếu chúng ta biết làm thì nó là 4 nguồn lãi từ bất động sản. Thứ nhất là từ gì ạ, từ giá đất tự nhiên nó tăng lên, chả làm gì cả. Mà các bạn biết là ở Việt Nam có những khu vực mà giá đất nó tăng một năm là 1000% không, chả làm gì cả, không làm cái gì cả, mua xong một cuối năm nó bán tăng 1000%. Rồi, đấy là cái thứ nhất lớn, đúng không ạ? Mà 99,99% đang làm cái việc này, các nhà đầu tư. Nhưng ngoài việc ra nữa là khai thác. À, chứ là chúng ta làm ra tiền từ đất, biết cách sử dụng nó, biết cách nhận thức ra nó, biết cách đánh giá giá trị của nó, biết cái thế mạnh của nó, biết cái tính cách của nó, biết cái sở trường của nó, để chúng ta làm gì ạ? Tạo ra dòng tiền từ đất. Là cái việc mà công ty chúng ta đang làm, là cái việc mà tôi làm 15 năm nay, đúng không ạ? Và cho nên là tôi thấy rằng là có rất nhiều đất đai ở Việt Nam bỏ hoang. Chúng ta cũng xuất thân từ rất là nhiều vùng miền, từ các vùng miền quê đến đây. Cái mảnh đất, bây giờ chúng ta nhìn lại mảnh đất của gia đình chúng mình đã được khai thác chưa, đã được quy hoạch chưa, đã được chủ động làm gia tăng giá trị một cách gọi là thông minh chưa, đã gọi là khai thác nó bằng cái việc là trồng trọt cây cối cảnh quan chưa, đúng không ạ? Hay là phần lớn nó vẫn còn đang ở trạng thái tương đối hoang sơ, đúng không ạ? Cho nên là cái câu chuyện là phát tiền từ đất là câu chuyện rất quan trọng nhá. Vậy thì đấy là cái câu chuyện mà các bạn sẽ thấy là chúng ta nói với nhau những điều sơ đẳng về bất động sản. Đó. Mà chúng ta phải nhấn mạnh với nhau đó là công nghệ nào, mô hình nào, phương thức nào, sản vật nào để mà chúng ta phát tiền từ đất. Còn cái đất, giá đất nó tăng tự nhiên thì kệ nó, được không ạ? Kệ nó vẫn tăng mà. Đấy, cho nên là tôi rất trân trọng cái việc mà công ty chúng ta đang làm. Tôi vẫn nhắc lại, đó là tiên phong.
Tôi nhắc lại là tiên phong. À, không phải là vì chị Bích chị mời tôi đứng nói ở đây mà tôi nói vậy đâu. Vâng, thế thì đấy là cái chúng ta nhìn về vấn đề, đúng không ạ? Rồi, bất động sản, chúng ta phải biết, nói chung chúng ta phải biết là gọi là phát tiền từ các cái diện tích. Bây giờ tôi hỏi các bạn, một ngày nào đó Adidas, một hãng giày, một hãng thể thao của Đức, họ thuê các bạn sắp tới một World Cup. Bây giờ tôi cấp tiền cho bạn đi Qatar. Nhưng mà tôi yêu cầu bạn, vì tôi thấy bạn có vầng trán rất là rộng, tôi yêu cầu và tôi đề xuất như thế này: tôi cấp tiền cho bạn đi ăn ở để xem World Cup, nhưng bạn sẽ phải cho chúng tôi vẽ cái logo của Adidas lên trán của bạn, và tôi trả bạn mỗi một ngày $1,000 nữa. Đi không? Đi ạ, đi. Vẽ đây nha, chứ không có xăm. Thôi, người Đức họ không dã man gì đâu. Người Đức họ văn minh mà. Đi không? Đi ạ. Mấy cái chán này có phải là bất động sản không? Có luôn. Vậy thì cái chán này của chúng ta là cái bất động sản theo nghĩa đen nhé, chứ không phải là bóng bẩy gì đâu nhé, có đúng không? Chúng ta biết khai thác dòng tiền từ diện tích gì đó. À, tôi thấy bạn có vẻ rất tiềm năng, cái chán bạn rất cao. À, ở đây trong lý thuyết thì nó sẽ không dạy như vậy, nhưng cái quan niệm của tôi, cái cách làm việc của tôi đó là gì ạ? Là cứ vắt được diện tích ra tiền thì đấy là bất động sản. Đó, và vì vậy các bạn sẽ thấy là có bất động sản thật, có bất động sản gọi là fantasy, đây là cái bất động sản fantasy này, đúng không ạ? Và có cái bất động sản làm sao ảo. Tôi không nói đến cái Metaverse vừa rồi là gì ạ? Là có những câu chuyện là vẫn bán bất động sản ảo mà họ bán đến 43 triệu đô một cái bất động sản ảo. 43 triệu đô la nhé, một cái bất động sản ảo, đúng không ạ? Con số không hề nhỏ, đúng không? Đúng. Bất động sản thật có khi cũng trả được như thế, đúng không ạ? Nhưng các bạn sẽ thấy là bất động sản đó là gì? Đó là chính là những cái dòng nó chạy ở trên TV của chúng ta vào khung giờ từ 7 giờ đến 8 giờ. Quảng cáo, đúng không? Và đó là diện tích ảo. Có giá tiền không? Có, đắt tiền luôn đấy. Đúng không ạ? Rồi, thôi thì tôi chỉ nói đến đấy thôi nhé, bởi vì các bạn không phải là dân chuyên ngành kinh doanh bất động sản, nên tôi chỉ gợi ý một chút thôi, là để các bạn gọi là mở và cởi trói chúng ta ra về mặt tư duy nhá. Tức là mọi diện tích dùng để khai thác và làm sao khai thác cho nó một cách thông minh nhất và hiệu quả nhất về mặt diện tích, được không ạ? Rồi các bạn cứ nghĩ tiếp nhé. Đúng rồi, đấy là lý thuyết, đấy là câu chuyện của khoa học. À, còn mình mở ra là cho các bạn câu chuyện của thực tế, góc nhìn cuộc sống. Khai thác được diện tích đi ra, thế là có dòng tiền, đúng không ạ? Cứ có dòng tiền ra là được rồi, đúng không ạ? Tôi chả có khi là tôi chả cần chả đến mức gọi là cái chán đâu, mà tôi cho luôn cả cái lưng luôn, được không? Cho luôn cả cái lưng. Cho nên tôi nhắc lại là trong lý thuyết chính thống người ta không nói như vậy, nhưng mà tôi thì tôi gọi là mở tư duy, là tôi gọi là gợi ý cho các bạn để các bạn vận dụng mọi nguồn lực của mình trong tương lai, trong cuộc sống, để nó tạo ra dòng tiền. Câu chuyện là tạo dòng tiền, mô hình gì tạo ra dòng tiền, cách thức nào, đối tác nào để cùng chúng ta tạo ra dòng tiền từ những cái diện tích nào đó, công nghệ nào, tổ chức nào tạo ra dòng tiền tốt từ những cái đó. Và tôi nói với các bạn những cái điều đấy, tôi nói với các bạn ngày hôm nay có thể nói rằng là gì ạ? Là những lần đầu tiên tôi nói, bởi vì tại đây, tại công ty của chúng ta, tại cái thời khắc này là vô cùng phù hợp để nói việc đấy. Và tôi nói cái việc này với cả các công ty mà chuyên đầu tư đầu cơ bất động sản ý,
nghe đâu. Họ câu chuyện của họ là đất đai, bất động sản, đúng không ạ? Chứ nó không phải câu chuyện gọi là gì ạ? Gửi tình yêu vào đất. À, theo nghĩa đẹp nhá, chứ không phải theo nghĩa bậy nữa nhá. À, vậy thì tại sao tôi nói là chúng ta tiên phong là vì thế đấy. 99,99% hiện nay thị trường vẫn là gì ạ? Vẫn thuần túy là đất thôi. Nếu mà đương nhiên có những tập đoàn thì họ dùng đất, họ xây building, họ xây chung cư, cái này thì đấy là cũng là một câu chuyện, là một cái hướng thuần túy bất động sản, đúng không ạ? À, nhưng mà chúng ta khai thác bất động sản thì họ đã khai thác phần lớn, họ chỉ khai thác ở nội đô, ở Hà Nội, ở các thành phố lớn. Còn chúng ta về nơi hẻo lánh chúng ta làm việc đấy cơ. Đấy mới là đáng kinh doanh ạ. Chúng ta có chiếm đất ở đây đâu, đúng không ạ? À, đấy là chúng ta làm đẹp cho các miền đất, đúng không ạ? Vâng. Vậy thì là tôi nói qua một chút với các bạn như vậy về bất động sản nhé. Đương nhiên là tôi bị cái bệnh mắc bệnh nghề nghiệp, cho nên là tôi nói gì tôi hay muốn nói kỹ lắm, mà không kỹ không sướng, và mà cảm thấy là người cái người nghe mà không dụng được là mình cảm thấy là mình thất bại, đúng không ạ? Mình nghề mà đó. Về nghiên cứu và đào tạo 20 năm nay rồi. Đó. À, tuy nhiên thì các bạn sẽ thấy là những cái câu chuyện mà chúng ta nói với nhau ấy, một bạn sinh viên thôi, gọi là chưa gọi là va chạm đến cuộc đời, mới bước chân vào giảng đường đại học thôi, là các bạn phải học mất 2 năm về các cái môn học chuyên này. Còn chúng ta gói gọn trong khoảng một vài buổi thì tôi nghĩ rất là khó đúng không ạ, để tạo cái nền tảng. Và tôi rất hy vọng công ty sẽ tạo điều kiện để mà có những chuyên đề tiếp theo. Đã, để chúng ta xào xáo, để chúng ta nâng cao, để chúng ta gọi là gì ạ, mở rộng, đúng không ạ? Và góc nhìn. Bởi vì sao ạ? Bởi vì câu chuyện bất động sản là câu chuyện của bất kỳ một người Việt Nam nào. Không có một người nào ngồi đây không dính đến bất động sản cả. Tôi khẳng định điều đấy, không có một người nào ngồi đây không dính đến bất động sản. Nếu không phải là người đầu tư thì là người tiêu dùng. Và đều bị ảnh hưởng rất nặng nề, hoặc là gì ạ? Hoặc là được thăng hoa tuyệt vời vì bất động sản. Đấy, văn hóa chúng ta văn hóa bất động sản đấy khỏi phải nói rồi nhá, à, đúng không ạ? Cái khỏi phải nói, khỏi phải minh chứng nữa rồi, đúng không ạ? Rồi, à, tiêu chí xác định bất động sản nó phải là cái chiếm giữ bởi ai đó, chiếm giữ bởi ai đó. Ở đây thì tôi lại muốn tìm nhấn mạnh như này, các bạn muốn chiếm giữ một mảnh đất ở cái thành phố Hà Nội này có khó? Khó vì nó nhiều tiền, khó là vì nó nhiều tiền thế thôi. Tức là chúng ta phải tích lũy vốn tư bản trong một thời gian rất lâu, chúng ta mới nắm giữ được một cái ở đây. Nhưng mà các bạn về các vùng sâu vùng xa, các bạn nắm giữ có dễ hơn không? Đấy là góc nhìn của dân bất động sản, đúng không ạ? Những cái dễ hơn đấy không phải chỉ là mua xong vứt đấy, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta đang làm một cái điểm thực ra thì rất là khôn ngoan, rất là thông minh. Đấy là chúng ta nhường cái cạnh tranh cho những người khác và chúng ta đi tìm những nơi ít cạnh tranh. Và tôi cũng đã làm việc này rất lâu rồi. Tôi làm việc này rất lâu rồi. Tìm về những nơi ít cạnh tranh. À, và chúng ta chiếm giữ những cái nơi ít cạnh tranh đó. Nhưng nếu chiếm giữ chỉ vì chiếm giữ thì đôi khi vô nghĩa, đôi khi là còn thất bại, bởi vì không thanh khoản và không gì ạ, không tăng giá, không phát được tiền từ đất nếu chiếm giữ chỉ để chiếm giữ. Vậy thì chúng ta có phải có một định hướng, có một triết lý, có một quan điểm, có một công nghệ, có một mô hình, có một đội ngũ, có một tổ chức, đúng không ạ? Để không phải là chúng ta chiếm giữ được mà chúng ta còn làm cho đất đẻ ra tiền, đúng không ạ? Và cái công nghệ đó, cái mô hình đó nó càng tinh túy thì chúng ta lại càng có lợi nhuận lớn, đúng không ạ? À, vậy thì nó là sự chiếm giữ bởi cá nhân và cộng đồng. À, cái cách làm của tôi là tôi chuyên đi tìm những cái nơi mà không ai thèm, nhưng bằng con mắt của người làm phân tích và dự báo thị trường, bằng con mắt của dân định giá bất động sản thì tôi chiếm giữ nó. Và đương nhiên tôi cũng làm như các bạn, nhưng tôi không đi quá sâu và quá gọi là tinh như các bạn. À, bởi vì tôi là một giảng viên, tôi không phải là một doanh nghiệp, đúng không ạ? Cho nên tôi chiếm giữ
và làm sao ạ? Nhưng tôi đánh giá được nó, tôi biết nó phát triển nó về cái gì trong tương lai. Đó, và chính vì vậy nó sẽ tạo ra được cái thặng dư cực kỳ lớn. Thặng dư cực kỳ lớn. Đúng không ạ? Cho nên chúng ta phải chiếm giữ. Các bạn biết là các bạn là làm những cái dự án ở những vùng rất là đẹp. Hôm qua tôi nhìn thấy rồi, tôi xem rồi. Chúng ta chiếm giữ đất ở trên những tí, tức là chúng ta chiếm giữ cái gì đấy? Không ạ, chúng ta không chiếm giữ bất động sản ạ. Và chúng ta cũng không nhìn là chúng ta đang chiếm giữ đất đâu ạ. Mà chúng ta còn đang chiếm giữ những thứ quý hơn đất rất nhiều. Vàng xanh. Vâng, vàng xanh đúng không? Vàng xanh, vàng trắng, vàng đỏ. Đúng không ạ? Thậm chí là kim cương. Đúng không ạ? Tức là chúng ta chiếm giữ, chúng ta đang đi nắm giữ những thứ còn quý hơn đất đai rất nhiều. Tại sao? Bởi vì đất đai nó vô vàn. Nhiều không? Đất ở Việt Nam nhiều không? Đất nông nghiệp nhiều không? Quá nhiều, đừng nói là nhiều. Nhưng những cái đất đa dụng thì nó chỉ chiếm 0,01% trong tổng số đất nông nghiệp mà thôi. 0,01 ạ. Còn đất nông nghiệp thì trời ơi nó nhiều lắm. 27 triệu hecta, 27 triệu hecta đất nông nghiệp ở Việt Nam này. Và chúng ta đi chiếm giữ cái gì? Chúng ta đi chiếm giữ cái 0,01 ấy. Và chúng ta cũng không phải là chúng ta chiếm giữ đất, mà các bạn biết chúng ta chiếm giữ cái gì không ạ? Những cái giá trị liên quan một cách trực tiếp hay là gián tiếp đến mảnh đất đó. Các bạn nắm giữ đất ý tí là bạn nắm giữ cái gì? Đất nó chỉ là đất thôi. Đất nó có khi nó còn không đẹp bằng những chỗ khác. Các bạn nhìn thấy cái nhà hàng mà Panorama trên đèo Má Pí Lèng chưa? Xem ảnh chưa? Chưa. Đi rồi đúng không ạ? Các bạn chỉ đánh chữ là nhà hàng Panorama trên đèo Mã Pí Lèng nhá. Thì các bạn sẽ thấy là cái nhà hàng này nó nằm trên một mảnh đất dốc 45 độ. Có ai đi mua đất dốc 45 độ không? Có. Nhưng mà ít, khổ lắm, ít. Tôi không nói là... Tôi nói là ít chứ tôi không nói là không. Đúng không ạ? Khi mà chúng ta mua mảnh đất 45 độ để chúng ta xây nhà, chúng ta thấy ngại chưa? Ngại không? Chi phí lớn đúng không ạ? Nhưng mà tại sao cái nhà hàng ở Panorama thì nó sản sinh ra một dòng tiền cực kỳ lớn đấy? Vậy nó chiếm giữ cái gì? Nó chiếm giữ đất à? Hay nó chiếm giữ cái gì? Cái giá trị của nó là đất à? Giá trị của nó là view. Giá trị của nó là cảnh quan. Giá trị của nó là dòng sông Nho Quế. Giá trị của nó là hai cái vách núi đá cao hàng trăm mét sừng sững đứng ở bên hai dòng sông. Cho nên chúng ta nắm đất ở ý tí là chúng ta nắm cái gì? Đúng rồi, thời tiết, khí hậu, điều kiện để tạo ra những sản phẩm. Đây chúng ta đang nắm giữ cái điều kiện để ra được cái này này. Hiểu không ạ? Và ra thậm chí có thể là sâm, những củ sâm nào đó. Đương quy. Đương quy, cái gì đó tôi không biết, đúng không ạ? Tức là chúng ta nắm giữ cái điều kiện đó, chứ chúng ta không nắm giữ đất. Nó là cảnh quan, nó là văn hóa, nó là cảm xúc, nó là gì ạ? Là săn mây. Chứ chúng ta không cần đất. Đất chỉ cần nhỏ. Đương nhiên là nông nghiệp phải cần đất lớn, đúng không ạ? Còn đối với nhà đầu tư cá nhân thì họ nắm giữ những cái đó. Vậy thì những cái đó nó chỉ có 0,01% trong những đất nông nghiệp mà thôi. Còn đất nông nghiệp thì đầy. Có đầy đất nông nghiệp tôi cho các bạn, có khi bạn chẳng dám làm. Cho không thế, cũng không làm được. Nào bạn nào muốn cho không là giơ tay. Nhưng mà phải làm cơ. Nhá, nghĩ nhá, nghĩ cho chín. Cho không mà không làm là toi là phạt đấy. Nói nghiêm túc đấy. Cho làm luôn này. Liều thật đấy. Rồi, các bạn nào mà muốn việc đấy thì lập thành một nhóm nhá. Hôm nào là tôi dẫn đi cho không. Đúng nghĩa đen là cho không nhưng phải làm. Làm luôn. Chết thật. Sao công ty mình với những người máu liều thật ấy. Liều thật. Cho nên ý tôi nói là gì ạ? Có đẩy đất người ta cho không cũng lấy. Đúng không ạ? Nên chúng ta chiếm đi 0,01 cái đó. Tức là chúng ta chiếm giữ cái gì? Chiếm giữ cái giá trị liên quan một cách trực tiếp và gián tiếp. Cái đấy mới là ý quý. Và cái đấy mới là cái chuyên môn sâu của cái dân gọi là dân định giá bất động sản, dân gọi là đầu tư và phát triển bất động sản. Rồi,
đúng không ạ? Thực ra là như thế này, khoa học là gì? Khoa học là cái sự đúc kết của hàng nghìn cái đầu, của hàng trăm học giả lớn trên thế giới, tích lũy trong vòng hàng trăm năm thì nó gọi là khoa học. Mà họ khoa học là xuất phát từ cuộc sống nhé, chứ không phải là từ ngồi một trong văn phòng nghĩ ra đâu. À, nó là sự đúc rút từ cuộc sống. À, và tôi thấy rằng là thực tế là trong xã hội có rất nhiều người làm rất chuẩn ở những khúc nào đó liên quan một cái hệ thống của một gọi là nền tảng lý luận. Tuy nhiên nó thiếu cái tính hệ thống thôi. À, nhưng mà tôi thấy rằng là ví dụ như công ty của chúng ta chẳng hạn là làm những cái góc có khi là chưa được theo tôi chủ quan tôi nói là gì ạ, là bộ đội ngũ lãnh đạo công ty chưa phải là có gọi là nghiên cứu bài bản một cách hệ thống lâu dài về bất động sản đâu, nhưng mà đang đi những cái bước nó rất trùng với cái mà người ta dạy trên thế giới. Tuy nhiên chúng ta cũng không chủ quan đâu nhá, mà chúng ta sẽ phải hệ thống lại tiếp, chúng ta bổ sung và chúng ta khoa học hóa từng bước đi của chúng ta thì nó sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều. Nhưng mà đang có những bước đi nó chuẩn của chuẩn liên quan đến các hoạt động đó là gì ạ, là đầu tư bất động sản. Trên thế giới người ta đầu tư bất động sản rất có chiều sâu và rất tinh tế và rất có đẳng cấp cao, đúng không ạ? Chúng ta đang với được, chúng ta đang đi qua, chúng ta đang gọi là đang trên những con đường mà tiếp cận được với cả cái cách làm của thế giới. Tức là chúng ta chiếm giữ tài nguyên. Những tài nguyên ở đây không phải là đất, đúng không ạ? Mà đấy là tài nguyên về những cái điều kiện đặc biệt gì đó, đúng không ạ? Ví dụ như suối khoáng, ví dụ như là một vùng năng lượng sạch, một vùng năng lượng lớn, ví dụ như vậy. Ví dụ như khí hậu, chúng ta đi chiếm giữ khí hậu đấy chứ, không phải là đất đâu. Đất nó chỉ là cái cớ thôi, đúng không ạ? Bởi vì cái giá trị mà chúng ta cảm nhận được đó là khí hậu, chứ còn đất ở đâu chả giống nhau. Mà đất ở đấy còn phải đi còn xa cơ, nó còn mệt mỏi cơ, nhưng mà tại sao chúng ta vẫn đi, đúng không ạ? Đó, vậy thì chúng ta phải nhớ rằng là bất động sản là một cái loại tài sản mà được chiếm giữ bởi cá nhân hoặc cộng đồng nào đó, và chúng ta phải đi chiếm giữ, và chúng ta đừng chiếm giữ những cái gì nó rẻ tiền, chúng ta chiếm giữ những gì tinh túy nhất của thiên nhiên, của môi trường này. Trên nền tảng là chúng ta đang đi chiếm giữ đất. Thực ra người ta cứ nghĩ là chúng ta đang đi mua đất, người ta cứ nghĩ là chúng ta đang đi làm đất. Không phải, chúng ta đi là lấy những cái tài nguyên kia kìa, cái đấy mới quý, còn đất thì đấy. Đúng không ạ? Và thế thì các bạn sẽ thấy là gì ạ? Nhưng có một cái điều rất thú vị mà không biết là công ty mình có trong tương lai có phát triển theo một cái hướng đấy không, tôi sẽ tư vấn. Nhưng hiện nay ở Việt Nam có rất nhiều vùng có những cái giá trị rất là lớn kiểu như vậy, cảnh quan, môi trường, khí hậu, yếu tố nhân văn, vân vân vân, ABCDZ. Nhưng làm sao ạ? Không chỉ là giá đất rẻ. Giá đất rẻ là các bạn đã đang đi làm rồi, bởi vì cũng sâu cũng xa mà, đúng không ạ? Mà còn đi nhặt được đất, tức là đi phát xong quay lại thành của ta. Ở Việt Nam còn rất nhiều nơi như vậy với giá không đồng. Tuy nhiên chi phí đi lại và chi phí gọi là phát cỏ. Vâng, khai hoang. Vâng, cảm ơn. Đúng là từ khai hoang. Trong khi một cái thị trường bất động sản đang gọi là bùng phát, đang điên rồ, đất đai các bạn cảm thấy tác động. Nhưng ở Việt Nam vẫn còn đi nhặt được đất theo nghĩa đen nhé, nghĩa đen nhé, đi nhặt được đất. Vậy thì chúng ta phải chiếm giữ. Nó giống như câu chuyện ngày xưa thôi, miền Tây hoang dã, phi ngựa được đến đâu cắm cờ được của ta. Ở Việt Nam cách đây độ 30 năm trở về trước, đúng nghĩa đen như vậy, đi phát ở đâu được của là của mình. Nhưng vấn đề ở đây không phải là gì ạ, là 30 năm, mà bây giờ vẫn làm được cơ, thế mới quý. Đúng không ạ? Bây giờ vẫn làm được, đi nhặt được đất. Thế mà lại áp dụng được cái gọi là những cái trên đất này, được cái này tuyệt vời quá. Đúng không ạ? Một trong câu chuyện làm nông nghiệp đó là gì ạ? Là chi phí đầu vào của đất đai phải đủ rẻ. Đúng không ạ? Vậy thì các
Các bạn sẽ thấy là gì ạ? Chúng ta phải biết cái công nghệ, chúng ta phải biết quy trình, chúng ta phải biết cách để đi chiếm giữ đất. Nhưng mà thực ra vừa là đất, lại vừa là gì? Các cái giá trị cực kỳ lớn liên quan đến đất một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Được không ạ? Vâng. Vậy thì các bạn thấy là từ rất lâu rồi người ta đã bán đất trên mặt trăng rồi. Các bạn biết câu chuyện đấy rồi không? Vâng. Bán đất trên mặt trăng 30 mấy năm nay rồi. Rồi người ta bán đất trên sao hỏa rồi. Và hơn 10 năm nay rồi, khoảng 15, 17 năm nay rồi người ta bắt đầu bán những cái gì các bạn biết không? Cái gì ạ? Bất động sản Vĩnh Hằng thì từ lâu rồi, cái đấy thì từ lâu rồi. Mười mấy năm nay trên thế giới ấy, Tham Thiên đang đi theo cái hướng là mặt trăng với sao hỏa. Đấy đang đi theo cái hướng đấy ấy. Thì bây giờ người ta làm cái gì bạn biết không? Mặt trời. Đúng rồi ạ. Bán lửa mặt trời cho những trái tim giá lạnh. Bán kiểu gì á? Nó có kiểu của nó, chúng ta là dân làm kinh doanh mà. À, nó có kiểu của nó, có cách của nó hết, đúng không ạ? À, nó bây giờ là người ta đã bán những vì sao từ rất lâu rồi. Ở Việt Nam có hai người, tôi biết là có hai người đã mua hai vì sao, hai hành tinh. Một người tên là chị Tâm, một Việt kiều Nga. Và đúng rồi ạ, và khi mà mua vì sao đó thì được quyền đặt tên cho vì sao đó. Ngày xưa tôi nhớ ngày xưa tôi đi cư gái, tôi ngồi ở bờ đê, tôi cũng chẳng biết nói gì, tôi chỉ lên bầu trời. Ước gì anh hái được ngôi sao tặng tặng em. Đúng không ạ? Mình nói rất bốc phét đúng không? Nhưng mà bây giờ là hoàn toàn sự thật đấy. Chúng ta có thể đặt tên nhau vì sao bằng bất kỳ tên gì để đem đi tặng. Và người thứ hai, và vì sao thứ hai hiện nay trên vũ trụ bao la của chúng ta, nó có tên là Nguyễn Minh Ngọc. Và bất kỳ ai, bất kỳ tổ chức nào trên thế giới động đến vì sao đấy để dùng tên Nguyễn Minh Ngọc. Đoạn nào ấy ạ? Cái đoạn trên đấy. Có sổ đỏ đàng hoàng ấy nha. Thế thì ai bán ạ? Nó là NASA bán, là cái tổ chức mà quản lý và khai thác không gian đó, của Mỹ. Đấy là người ta bán. Và người ta đã bán sao từ rất lâu rồi. Một hành tinh thì có đắt hay rẻ? Thì đấy. Chắc là bằng một mảnh ở ET. Lên đấy mà trồng rau. Tôi hy vọng lắm ở trên đấy nó có vàng với bạch kim. Mình cứ thế là mình ngày nào mình cũng hút thuốc lào, mình uống nước trà và mình nghĩ mình có một rất nhiều vàng và bạch kim ở trên đấy. Sướng không? Thế thôi, thế là qua được một ngày rồi, qua được cuộc sống rồi. Vậy thì các bạn sẽ thấy là gì ạ? Trên thế giới người ta làm việc đúng nghĩa đen, đó là đi chiếm giữ. Và tôi hy vọng là tôi sẽ đóng góp được công nghệ gì đó cho công ty của chúng ta là trong những việc đi chiếm giữ này. Đó. Rồi, ok, đo lường bằng giá trị nhất định. Tôi cố gắng là tôi liên hệ với công việc của chúng ta đo lường bất động sản để mà tiêu chí mà xác định một cái bất động sản đó phải đo lường bằng giá trị nhất định. Đo lường bằng giá trị nhất định. Vậy thì cái người làm bất động sản nói chung ý là phải làm việc gì? Là làm một cái việc là đưa một cái tài sản. Chúng ta phải có một công nghệ, chúng ta phải có một quá trình, chúng ta phải có một cái giai đoạn, chúng ta phải có một cái gọi là bỏ công sức để đưa một cái là từ đo được. Mà đo được cái đơn vị đo đấy là rất nhỏ, ví dụ như bằng tiền là rất bé. Đến cái lúc mà đo được, nhưng mà bằng tiền thôi, nhưng mà nó rất lớn. Đúng không ạ? Bằng cái gì đó, bằng công nghệ, bằng cái gì đó, bằng công sức gì đó vân vân, cho nó thành rất lớn. Nó kinh doanh mà, đầu tư mà. Phải đúng không ạ? Và chúng ta còn phải làm từ cái việc là không đo được trở thành đo được rất lớn. Từ con số 0 ấy. Ví dụ
Các bạn sẽ thấy là gì ạ? Chùa Bái Đính các bạn biết rồi đúng không ạ? Ở đây các bạn nào Ninh Bình ạ? Vâng, chùa Bái Đính. Và chùa Bái Đính xuất thân của nó là từ một doanh nghiệp đúng không? Xây dựng đúng không ạ? Vậy thì khi mà cái doanh nghiệp đấy xây dựng lúc đầu và họ làm một công ty cổ phần, họ bắt đầu gọi là mang gỗ, mang đá, mang gạch, mang sỏi đến họ xây. Thì lúc vừa xây xong đi nhá, vừa xây xong thôi, chưa mở đâu, chưa hoạt động đâu, thì nó có giá không? Có tính được ra thành tiền là bao nhiêu không? Lúc vừa xây xong ấy, có được chứ đúng không ạ? Nó là xây dựng đấy mà. Vâng, nhưng mà sau đó, đến bây giờ hơn chục năm rồi, người ta hành hương, người ta hành lễ, người ta... Và câu chuyện đầu tiên đó là gì ạ? Là những cái đàn cúng, gọi là hô thần nhập tượng. Mấy trăm nhà sư thì đó tụng kinh mấy ngày đêm về đó, đúng không ạ? Và cho đến bây giờ, sau bao nhiêu những gì ạ? Những cái sự việc, những cái giai đoạn, những quá trình xảy ra, thì bây giờ còn đo được không? Lớn là bao nhiêu tiền? Thì chúng ta nói là bằng tiền thôi. Ngày xưa nó là 100 tỷ đi, thì bây giờ bao nhiêu? Lúc bắt đầu xây xong, nghĩ nhá, chưa làm gì đâu, đúng không ạ? Thì nó là 100 tỷ tiền chi phí xây dựng. Bây giờ là bao nhiêu? Không có giá. Hay nói cách khác là giá của nó rất lớn. Vô giá. Vô giá. Nó biến thành sự vô giá. Đó. Tức là chúng ta đưa những cái thứ rất là đơn giản biến thành điều vô giá. Và có dòng tiền không? Có. Có dòng tiền, đúng không ạ? Vâng. Vậy thì đó là cái cách mà chúng ta phải nhìn trong cái quá trình chúng ta làm bất động sản. Chính việc các bạn khai thác mảnh đất, tôn vinh mảnh đất, đào tạo mảnh đất của chúng ta để nó có những cái sản phẩm, có những cái dịch vụ, thì đấy là cái việc mà các bạn biến từ những cái thứ giá nhỏ, giá ít thành những thứ dần dần là giá rất đắt, đúng không ạ? Và biến từ những thứ đầu tiên là không có giá trị hoặc là giá trị rất nhỏ thành những thứ vô giá. Tức là các bạn cảm xúc yêu thương mà đứng trước một cái biển mây, giá nó bao nhiêu tiền? Vô giá, đúng không ạ? Về những cái đấy thì chúng ta có nói trong quá trình chúng ta bán hàng không? Có chứ. Có đúng không ạ? Chúng ta có thực hành không? Có. Cho tôi thực hành với. Được luôn, anh mua đất của em đi. Anh làm mảnh đất đi. Biển mây luôn. Đúng không ạ? Ok. Vậy thì các bạn sẽ thấy là gì ạ? Đó là chúng ta phải biến từ những thứ đo lường thành những thứ không đo lường được đâu. Càng có khả năng biến nó thành thứ không đo lường thì giá của nó càng cao. Đấy là kinh doanh bất động sản. Và chúng ta đang trên con đường làm việc đó bằng thông qua những cách làm của chúng ta. Tuy nhiên chúng ta cải thiện, chúng ta nâng tầm, chúng ta gọi là làm cho nó vi tế hơn, thêm rất nhiều. Và thì nó sẽ chạm được đến, nó sẽ có một lúc nó bật khỏi cái tầng lớp, sản phẩm của chúng ta nó bật khỏi tầng lớp của người bình dân. Và nó chuyển đổi lên tầng lớp của tầng lớp giàu có. Thậm chí nó bật lên tầng lớp của siêu giàu mới được sử dụng như thế này. Đúng không ạ? Bởi vì nó là vô giá. Mà vô giá là chỉ có tầng lớp siêu giàu mới được sử dụng thôi. Đúng không ạ? Đương nhiên con đường thì còn trông gai, con đường thì còn dài, con đường thì còn nhiều cái cách mà chúng ta còn phải lăn lộn, phát triển, đúng không ạ? Còn phải nghiên cứu. Nhưng đấy là định hướng của chúng ta. Biến từ những thái rất rẻ mạt thành những thứ vô giá. Rẻ mạt đúng quá thì mình mua đất rẻ mà lúc đầu ấy, đúng không ạ? Biến nó thành thứ vô giá, đúng không ạ? Vậy thì nó gọi là gì ạ? Là biến những thứ đo lường được thành những thứ không thể đo lường được đâu. Và nó tác động đến trực tiếp cái bộ não, cái cảm xúc của con người, đúng không ạ? Ok. Tôi nghĩ rằng là sẽ nói như vậy thôi về bất động sản. Sinh viên mà học cái học môn học này phải học 15 buổi nữa. Đấy là môn nền nữa đấy nhá. Nhưng mà thôi tôi cũng chia sẻ một chút cho các bạn. Tôi cố gắng có cái liên hệ liên quan đến công việc, đến cái định hướng của chúng ta. Để các bạn gọi là mở ra một chút. Tôi nghĩ rằng là có ghi âm, có ghi hình. Và tôi nghĩ là các bạn nên nghe lại. Nên nghe lại. Đó. Các bạn vận dụng cho cuộc sống của mình, vận dụng cho công việc thì đương nhiên rồi, đương nhiên là vận dụng cho công việc rồi,
nhưng mà vận dụng trong cuộc sống của mình. Bởi vì tôi là cái người mà đi rất nhiều nơi và tôi phát hiện ra là người dân ý, họ bỏ qua quá nhiều giá trị mà họ không nhìn thấy, và chính vì đấy họ mất quá nhiều tiền bởi vì họ không được đào tạo. Và tôi chỉ nói một ví dụ đơn giản này thôi. Cách đây năm 2006, một công đất mặt biển ở Phú Quốc là 25 triệu một công. Một công là 1.000 mét vuông ấy. Đất mặt biển ở Phú Quốc một công là 1.000 mét vuông là 25 triệu. Nhưng đến năm 2018, tức là sau khoảng độ 12 năm, thì một công đất ở mặt biển của Phú Quốc nó tăng giá khoảng từ 300 lần cho đến 900 lần trong vòng 12 năm. Và một công đấy nó biến thành khoảng 20, 25, 30 tỷ. Và những cái số tiền tăng giá đấy có vào túi người dân đâu? Không vào túi người dân ạ. Vậy thì người dân hay là chính các bạn ở đâu đó đang nắm giữ những cái giá trị nhưng không nhận ra nó. Không nhận ra, bán rẻ nó và coi thường nó, bỏ qua. Có đôi lúc trên dòng đời tấp nập, ta vô tình đi lướt qua nhau, vước lơ đấy, đâu ngờ vừa để mất một tâm hồn ta mong đợi từ lâu. Ở đây là hoàn toàn có thể áp dụng được cho, cảm ơn các bạn, hoàn toàn áp dụng được cho câu chuyện bất động sản. Đấy là người dân Phú Quốc nhá. Còn người dân khắp mọi nơi ở Việt Nam trong vòng 3 năm nay rất rõ điều đấy. Họ đang bị mất đi một cái giá trị cực kỳ lớn mà họ không biết. Mà đấy mà tôi mới chỉ nói là đến đất đai thôi nhé. Tôi chưa nói đến cái câu chuyện này đâu. Tôi mới nói đến đất đai, giá đất thôi nhé. Tôi chưa nói đến cái view, cái cảm xúc, cái săn mây, hay là cái khí hậu, hay là cái năng lượng gì đâu nhé. Tôi chưa nói đâu. Tôi chỉ nói đơn thuần là những cái thô thiển nhất, đó là đất. Mà họ đã mất nhiều đến như thế. Cho nên các bạn chịu khó nghe nào. Người dân là ai? Có thể là chính chúng ta, bố mẹ chúng ta, anh chị em ruột chúng ta ở đâu đó trên đất nước này đang bỏ đi cơ hội, hoặc là đang nắm giữ nhưng không biết là cái đấy rất cực kỳ giá trị, hoặc là có khả năng nắm giữ nhưng không đi để nắm giữ, không làm để nắm giữ, không làm mặc dù với chi phí cực kỳ nhỏ, không làm bỏ qua cơ hội. Và cho nên là hy vọng các bạn sẽ nghe lại một lần nữa thôi, một lần nữa thôi, để chúng ta thấy rằng chúng ta mở ra, chúng ta bắt gặp, chúng ta bắt đầu có độ nhạy. Và khi mà chúng ta lang thang, chúng ta hoạt động trong cái xã hội này, trong cuộc đời này, thì khi chúng ta có độ nhạy, chúng ta có cái anten tốt là chúng ta bắt được cái gì đó, và một lần bắt được thôi là thay đổi cả cuộc đời, cả cuộc đời nhá. Nhưng vấn đề là đất nông nghiệp nó lại rất rẻ và nó khắp mọi nơi. Chứ tôi có nói là các bạn bắt cái gì đó biệt thự biệt thự nhà liền kề nhà mặt phố ở cái thành phố Hà Nội này đâu, bởi vì chúng ta chưa đủ điều kiện, đúng không ạ? Và cho nên đấy là những các bạn sẽ nghe lại cái câu chuyện này dưới góc nhìn của một người làm môi giới để các bạn nói với khách hàng. Thực ra tôi nói với các bạn theo một cái hướng, đó là tôi đang chia sẻ và đào tạo các bạn để làm đầu tư, nhưng mà các bạn dùng cái đó để mà như là một cái luận cứ, luận điểm, như là một căn cứ để các bạn nói chuyện với khách hàng như là một người môi giới. Và chúng ta toàn nói sự thật, chúng ta chỉ nói sự thật trở lên, đúng không ạ? Và chúng ta đang có rất nhiều giá trị mà chúng ta đang bỏ quên. Đấy là một điều, đấy là một cơ hội cực kỳ lớn cho các bạn ở cái đất Việt Nam này. Đất còn đất đai còn đi nhặt được cơ mà, ơ kìa, nhặt thêm cái đen nhé, nhiều hectare chứ đừng có nói là vài chục mét, vài trăm mét đâu, nhiều chục hectare các bạn. Và cho nên là các bạn phải mở cái anten của mình ra, còn không là chúng ta đóng lại thì có khi chúng ta nó lướt qua mặt chúng ta mà chúng ta không nhìn nhận được, đúng không ạ? Và như vậy các bạn phải nói, chia sẻ những điều này với khách hàng để khách hàng thấy là gì ạ? Là cái giá trị nó lớn lắm, chứ nó không phải đơn thuần là mảnh đất đâu. Cho nên là trong quá trình làm môi giới, thực một môi giới chuyên nghiệp là phải có một quá trình là educate khách hàng các bạn ạ. Một cái người làm môi giới chuyên nghiệp là phải đào tạo được khách hàng để hiểu đúng, hiểu đủ, hiểu toàn diện, hiểu sâu sắc. Vậy thì đầu tiên là chúng ta phải học đã.
thì chúng ta mới đào tạo được khách hàng, có đúng không ạ? Đó. Chúng ta biết là tiềm năng đầu tư phát triển đất nông nghiệp. Thực ra bây giờ nó không phải là tiềm năng nữa đâu. Nó đang là động năng rồi, nó đang là thế năng rồi. Không phải tiềm năng nữa đâu. Tiềm năng thì có vẻ những cái gì đó là xa đúng không? Bây giờ không phải xa nữa. Tôi làm 15 năm nay rồi. Tiềm năng cái gì nữa? Đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng là chúng ta nói thẳng luôn, đó là đầu tư đất nông nghiệp như thế nào? Đúng không? Tiềm năng gì? Nó là hiện thực rồi. Nó là sờ thấy được rồi cần gì nữa. Cái thứ hai, xu hướng mới của tương lai. Xu hướng gì nữa? Nó là lộ rõ rồi, lộ mồn một rồi. Đúng không? Đương nhiên, nói chung xu hướng cũng được. Đó là xu hướng lớn hơn, rộng hơn, đúng không ạ? Ở mấy quy mô gọi là khổng lồ, kinh khủng hơn. Đúng không ạ? Và nó cũng là xu hướng thật. Bởi vì thực ra là 99% có làm việc đấy đâu. Mỗi chúng ta làm thôi. Tôi với các bạn làm thôi. Đúng không ạ? Không nhiều. Ở vấn đề đây này, người làm nông nghiệp có nhiều ở Việt Nam không? Nhiều. 70% người dân sống ở nông thôn và làm nông nghiệp. Nhưng họ có bất động sản không? Không bất động sản. Họ làm nông nghiệp. Và chính họ làm nông nghiệp cho nên họ có thể bán đất rẻ 1.000 lần. Vì họ không bất động sản. Họ không bất động sản. Người dân Trung Quốc có bất động sản không? Không. Người dân khắp mọi nơi chúng ta có bất động sản không? Người dân đi. Không. Người dân là người nông dân đi. Người nông dân không. Không. Người nông dân không. Họ không phải là người làm bất động sản. Họ là người làm nông nghiệp. Họ làm nông nghiệp. Họ có bất động sản, nhưng họ không làm bất động sản. Họ không kinh doanh bất động sản. Họ không đầu tư bất động sản. Họ không có tư duy bất động sản. Nhưng họ rất giỏi nông nghiệp. Đúng không? Chúng ta đang nói số đông nhé, chứ chúng ta, các bạn đừng nhìn vào một cá nhân cụ thể nào nhé. Chúng ta đang nói số đông. Được không ạ? Rồi. Rồi. 99% các lực lượng làm bất động sản ở thị trường của chúng ta hiện nay, 99% những lực lượng đó có nông nghiệp không? Không. Họ bất động sản. Họ bất động sản, các bạn nào, họ không nông nghiệp. Không nông nghiệp. Đúng không ạ? Họ mua đất xong chờ để đấy. Đúng không? Vân vân. Hoặc là xây nhà lên thôi. Đúng không ạ? Họ không nông nghiệp. Vậy thì chúng ta là sự giao thoa. 15 năm nay tôi nghiên cứu, tôi đào tạo và tôi thực hành giao thoa giữa hai mảng rất lớn của đất nước, vì là Việt Nam là đất nước nông nghiệp. Nhưng Việt Nam là đất nước bất động sản trong vòng 20 năm nay. Bất động sản nó bùng phát khắp nơi không? Nóng lạnh, nóng lạnh, nóng lạnh không? Đúng không ạ? Vậy thì chúng ta giao thoa. Và trong khoa học ấy, trong khoa học, trong cuộc sống, trong tự nhiên thì người ta cực kỳ tôn trọng cái điểm giao thoa. Bởi vì cái điểm giao thoa nó đạt được cả hai vấn đề. Nó rất bất động sản và nó rất nông nghiệp. Đúng không ạ? Trong khoa học cực kỳ tôn trọng cái điểm giao thoa đó. Cho nên nó phải lai với nhau thì nó mới tạo ra cái sự mới, mới mẻ. Nó phải lai với nhau, nó mới tạo ra sự sáng tạo. Nó mới tạo ra điểm mới. Nó mới tạo ra sức cạnh tranh. Các bạn nhớ nhá, đây mới là hai vấn đề giao thoa với nhau, đó là nông nghiệp và bất động sản. Nhưng nếu chúng ta làm 5 điểm giao thoa, tức là 5 vấn đề lớn mà giao thoa tại một điểm thì sao? Thì cái điểm đấy có cạnh tranh hơn nữa không? 5 con đường, 5 đường thẳng mà giao thoa ở đúng một điểm thôi, thì cái điểm đấy nó có phải là mang được cái gọi là tính chất của cả 5 vấn đề không? Cho nên quan trọng là sự giao thoa. Quan trọng là phải giao thoa. Nôm na là trong cuộc đời phải giao lưu, phải tương tác, đúng không ạ? Giao thoa. Giao thoa giữa nông nghiệp và bất động sản. Cái điểm này cũng quý lắm đấy nhá, đừng có đùa.
Nhưng nếu chúng ta đưa thêm nhiều ngành lĩnh vực vào nữa để giao thoa, cũng đúng cái điểm đấy nữa, chúng ta càng giỏi, chúng ta càng tiên tiến, chúng ta càng sáng tạo, chúng ta càng cạnh tranh và không ai theo kịp chúng ta được. Bởi vì một lực lượng khổng lồ là chỉ có bất động sản mà thôi. Còn một lực lượng khổng lồ người nông dân chỉ nông nghiệp mà thôi. Có đúng không? Vâng. Thế thì thêm một đường nữa là đường gì nào? Nông nghiệp, bất động sản, vẽ hai đường chéo ra ra rồi, thêm đường gì nữa? Tuyệt. Du lịch. Du lịch có phải một ngành lớn của Việt Nam không? Cho nó ra pha được biết. Chết người. Đó. Cho giao thoa tiếp vào cái điểm đấy. Rồi, các bạn cũng thấy sức mạnh của chúng ta chưa? Các bạn thấy chúng ta gọi là đi đầu chưa? Và thực ra tôi nói thật là lúc đầu tôi cũng không có cảm nhận gì mà khi nhắn tin chắc chít với cả bạn Bích qua ấy đâu. Chưa hiểu gì. Nhắn tin thôi mà. Và hỏi han nhau, tìm hiểu nhau một chút, đọc các cái group của các bạn vân vân này nọ. Nhưng mà nói thật là tôi đến đây tôi rất hưng phấn. Tôi rất hưng phấn bởi vì tôi gặp được đồng đội. Bởi vì 15 năm nay tôi đi rất cô đơn. Tôi rất cô đơn. Đó, làm nông nghiệp trên nền tảng của một người chuyên gia bất động sản nhưng đi làm nông nghiệp. Tuy nhiên tôi làm nông nghiệp để phục vụ bất động sản, chứ tôi không phải là làm nông nghiệp để làm nông nghiệp. Đúng không? À, thế thì đến đây tôi thấy có sự đồng điệu. Đồng điệu, đồng điệu. Đồng điệu. Đồng điệu. Tôi thấy có sự là có đồng đội. Đồng đội. Vui mà. Thế lớp nó phải thế học như vào. À, rồi mà những học sinh đặc biệt đấy là rất nên đầu tư đấy, rất phát triển. À, rồi tôi đến đây tôi thấy là có người để tâm sự, có người để chia sẻ, có người cùng chung gọi là diện chí hướng, có người cùng thì con đường. Tuy nhiên câu chuyện là nông nghiệp nó chỉ là một nhánh của tôi, bất động sản nông nghiệp nó chỉ là một nhánh của tôi thôi. Nhưng mà tôi thấy là tuyệt vời, mà mình đi tìm mãi trong thị trường mãi không thấy. Tuy nhiên ở quy mô nhỏ lẻ, quy mô tự phát thì có, nhưng mà thường xuyên là chưa thấy thành công nhiều. À, nhưng mà ở một quy mô một công ty lớn như chúng ta thì đây là đúng lần đầu tiên. Lần đầu tiên. Đó. À, vậy thì bất động sản nông nghiệp nó cho chúng ta cái gì? Cho chúng ta cái gì? À, các bạn đã thấy quá nhiều minh chứng thông qua công ty của chúng ta đúng không ạ? Đây chỉ là một số sản phẩm thôi, ít thôi. Tôi biết công ty chúng ta làm nhiều thứ lắm. Đây nó chỉ là một số hiện hữu thôi. Đúng không ạ? Và đôi khi trong mười mấy cái ngành của các bạn thì có những ngành đã rất thành công, đã rất khẳng định rồi. Nhưng mà có những cái vẫn còn đang thử nghiệm, còn đang phát triển tiếp, đang hoàn thiện tiếp. Còn tôi thì tôi đã khẳng định từ rất lâu rồi. Chứ không phải là thử nghiệm và hoàn thiện gì nữa. Và bất động sản nông nghiệp làm cho chúng ta cái gì? Bất động sản nông nghiệp cho chúng ta cái gì? Nông nghiệp cho chúng ta sản phẩm, rồi. Nông nghiệp cho chúng ta du lịch nông thôn, rồi. Nhưng mà bất động sản nông nghiệp cho chúng ta cái gì? Và đương nhiên là tiền rồi. Tiền là cái đương nhiên. Nhưng mà thực ra chúng ta phải ngắm đến những cái đích cao hơn và xa hơn và rộng hơn. Tiền rất nhiều. Tiền thực ra thì nó chỉ là công cụ thôi. Các bạn lên tiếng tí, các bạn có cảm xúc không? À, các bạn có sáng tạo không? Các bạn có gọi là cảm thấy là gì, gần gũi nhau, yêu thương nhau hơn không? Có chứ ạ, đấy cứ đâu phải là tiền. Mà tiền không mua được đâu. Đúng không ạ? À, vậy thì chúng ta sẽ thấy tiền nó là công cụ cực kỳ tốt. Nhưng nó vẫn chỉ là công cụ. Đúng không ạ? Rồi, chúng ta làm bất động sản nông nghiệp, nó cho chúng ta sự tự hào, sự tự tin. Nó cho chúng ta một gia đình hạnh phúc, cho con cái chúng ta tương lai. Đó, cho chúng con cái chúng ta tương lai. Vậy để tôi chứng minh cho các bạn là làm bất động sản nông nghiệp chúng ta được cái gì? Các bạn nhìn thấy cái đồng hồ của tôi không?
Đây là cái đồng hồ Rolex. Bao nhiêu tiền các bạn biết không? Tùy tùy, hơn chơi sao? Tôi cho là đồ thật đi. Cái này nó khoảng gần 400. Và tiền đâu tôi mua cái này? Không à, tôi không phải tiền từ mua bất động sản cái này à? Em chẳng tâm sao? Không à? Tôi thương hiệu thầy à? Không không, phải tôi thương hiệu của tôi ạ. À. Cái đấy nó hơi chịu tự. 15 phút lốc bắt đầu. Chịu tự. Tôi mua, tôi lấy dùng đúng cái tiền nhá, đúng cái khoản tiền tôi bán sản phẩm nông nghiệp để tôi mua cái này. Đúng kia, nhưng mà không phải là bán sau này. Không phải bán sau này. Tôi có những cái cánh rừng mà tôi bán gỗ. Và keo đây là không tốt đâu. Bố chồng, cảm ơn bạn. Đó, nhưng mà phản ứng đấy là phản ứng tuyệt vời đấy nhá. Tức là nghe người ta đi chặt rừng đã phải nói không tốt rồi, không cần biết đi gì đã. Nhưng mà đây là phản ứng tuyệt vời, cảm ơn bạn. Nhưng mà thực ra đấy là bố rừng chồng. Và rừng chồng, bố chồng. Và bố chồng keo hết bạch đàn nhưng mà thế thì nhưng mà tôi vì tư cách cho nên là tôi bán gỗ và tôi đã tạo ra những thứ khác. Cái đấy tôi sẽ chia sẻ trực tiếp với cả chị Bích. Tôi thấy sẽ tạo ra những công viên và bây giờ tôi trồng, không phải tôi trồng keo cái bài đàn nữa, mà tôi trồng gọi là những cái loài hoa thân gỗ, ví dụ như phong linh vàng, phong linh hồng, như là ban Tây Bắc, như là giáng hương, như là long não. Và tôi tạo ra những công viên, tôi đang trong quá trình thay keo bạch đàn bằng công viên. Và đương nhiên là tôi cái ý của tôi trong đó, đúng không ạ? Vậy thì quay lại câu chuyện. Tức là tôi bán gỗ của tôi thì tôi mua đồng hồ. Tôi bán gỗ của tôi thì các bạn có biết tôi còn mua được cái gì không? Mà tôi trồng nhá. Tôi mua xe Mercedes. Theo nghĩ đen nhưng không bóng bẩy gì ở đây đâu. Nên các bạn thấy nông nghiệp cho chúng ta cái gì chưa? Tôi chưa bán đất đâu nhá. Không bán đất. Mà chỉ bán gọi là gì ạ? Sản phẩm nông nghiệp. Và tôi làm được những việc như thế. Tôi là một minh chứng ạ, tôi là một minh chứng. Tôi mua được nhiều thứ lắm. Cái thứ hai hôm tôi vừa mua một cái xe máy phân khối lớn. Và tất cả những khoản tiền đấy phải từ nông nghiệp mà ra là tôi mới làm. Còn không, tôi không bán đất để mua làm việc đấy. Được không ạ? Đó. Nông nghiệp được cái gì đấy? Hai hôm nay là tôi mua một cái xe Honda Forza 320 triệu. Yeah. Và cũng là từ tiền bán gỗ thôi. Tức là tôi toàn lấy tiền bán gỗ và những cái sản phẩm nông nghiệp tôi làm được đó. Còn không bao giờ dùng tiền bán đất cả. Đất vẫn nguyên. Trong khi đó đất tăng giá 50 lần. Nhá. Yeah. 50 lần. Trong vòng 10 năm ạ. Và các bạn làm đầu tư thì chúng ta phải nói con số 10 năm. 15 năm nhé. Đừng đầu tư 2-3 năm nhé. Đương nhiên là có những cái các góc gọi là lướt sóng thì là cũng làm được, nhưng mà tôi thiên về đầu tư dài hạn. Tôi có nhiều trường phái lắm, kể cả tôi lướt sóng trong vòng một tuần là tôi vẫn làm, nhưng mà cái đấy cũng vui thôi chứ không phải là để làm kiếm tiền. Mà câu chuyện của tôi là đặt rất nhiều tư duy cho đầu tư dài hạn, đúng không? Vậy thì và tôi nói với các bạn 50 lần và có nhiều không? Nhiều. 10 năm cũng được rồi, đúng không? Cũng tạm tạm rồi, không phải là hoành tráng lắm. Nhưng mà trong vòng 10 năm tôi cứ nói 10 năm, con số là đơn vị là 10 năm. Nhưng cái khoản đầu tư về đất đai nông nghiệp, bất động sản nông nghiệp, đất nông nghiệp đa dụng mà tăng giá lớn nhất của tôi, thành công nhất của tôi trong vòng 10 năm, các bạn biết tăng giá bao nhiêu lần không? Rồi bây giờ như này, các bạn đã từng nghe thấy thôi nhá, chứ không cần nhìn thấy và sở thấy đâu ạ. Là ở cái đất Việt Nam này trong vòng 10 năm nó tăng giá bao nhiêu lần? Đấy, con số các bạn đừng nghe thấy đấy, bao nhiêu lần lớn nhất là bao nhiêu lần? 10 năm. Chỉ cần nghe thấy thôi nhé, không cần nhìn thấy đâu, không cần kiểm chứng đâu.
Sẽ là 2 lần. Mấy trong tuần. À nghe đến nữa nhưng mà lớn nhất là bao nhiêu lần? 10 năm thôi mà. Bao nhiêu lần ạ? Có con số không cần trải nghiệm, chỉ nghe thế thôi. 70 lần, 1.000 lần. Có ai có con số lớn hơn 1.000 không ạ? 25.000 lần. 25.000 lần. Không. À. Là. Không, 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 không phải trong giấc mơ. Không. Không phải các em ạ. Mình có thể. Bao nhiêu? 3.000 lần đúng không? Em đọc được ở đâu? À, không đúng ạ. 5.000 lần. 10 năm tăng giá 5.000 lần. Thế đủ xúc động chưa? Xúc rồi. Xúc động rồi. Đấy, chúng ta làm đầu tư đất nông nghiệp đa dụng, chúng ta được cái đấy đấy. 5.000 lần. Kể câu chuyện đấy. Em có tham gia lớp cuối tháng 11 nào? Thế thì không những kể mà dẫn em tận nơi. Em đứng trên mảnh đất đấy luôn. Thực ra tôi nói thật với các bạn, khi mà tôi đang Facebook hay là tôi nói chuyện trong đám đông ý, bình thường ý, tôi toàn phải đưa con số xuống thôi. Không thì người ta nhìn mình như quái vật ý. Ừ, người ta cứ nhìn mình như mình dở hơi ý. Người ta nghĩ là mình chém gió. Khổ lắm cơ. Tôi toàn phải đưa nó xuống con số ít hơn đấy. So với thực tế, mới khổ. Họ không tin đâu, họ không hiểu được. Nghĩa là thế nào? Không, không tin. Năm nghìn lần. Điểm nào đấy? Bao giờ nói luôn, kể luôn, nó đơn giản lắm. Mọi bí quyết đều đơn giản, đúng không? Nhà với nhà, mọi bí quyết đều rất đơn giản. Câu chuyện đầu tiên. Ok, đúng rồi, nhân bài. Cho nên tại sao mà tôi mới hình thành lên một cái trường phái là đi giảng dạy, đi nghiên cứu và đi đào tạo? Nó bởi vì sao tôi làm việc đó? Tại sao tôi đào tạo với các bạn ngày hôm nay? Tại sao bạn Bích lại gọi đến tôi mà dù chẳng biết gì nhau? Nhưng mà về sau kiểm tra ra là có 67 bạn chung. 67 người bạn chung. Và khi qua Facebook ấy, thì mới biết. Đúng không ạ? Nhưng mà thực ra là không gặp gì nhau cả. Không biết về nhau, không nghe gì về nhau luôn ý. Và thế thì tại sao tôi được đây? Bởi vì tôi làm cái đầu tư phát triển đất nông nghiệp đa dụng được 15 năm nay rồi. Vậy thì cái cách đi nó là như thế nào? Công thức rất đơn giản. Một, phải tìm được nơi siêu siêu rẻ. Hai chữ siêu nhá. Còn siêu rẻ thôi thì không ăn thua. Phải hai chữ siêu cơ. Hoặc là các bạn biết như thế này chuẩn hơn này. Siêu xong rồi mũ N. Đúng rồi đấy. Một hơi nói được bao nhiêu lần siêu thì cũng thoải mái. Tự nhiên là siêu rẻ đúng không ạ? Nhưng alo alo. Nhưng không phải là cứ mua được nơi rẻ là thành công đâu. Mà trước khi chúng ta xuống tiền ấy, trước khi chúng ta xuống tiền mua cái chỗ rẻ ấy, thì chúng ta phải có năng lực định giá bất động sản. Tôi rất mong muốn là công ty hoặc ít nhất là đội ngũ lãnh đạo sẽ có một cái buổi trao đổi về định giá bất động sản. Định giá câu chuyện cũng rất quan trọng, bởi vì định giá không phải là định giá giá cả thị trường, mà định giá là định giá giá trị của nó, sử dụng cho các hình thái gì, mục tiêu gì, và dự báo được trong tương lai cái giá trị đấy nó sẽ phát huy như thế nào trong kinh tế xã hội. Giá trị trong tương lai phát huy như thế nào, trong bối cảnh gì, trong kịch bản gì, trong mục tiêu gì, trong tương lai, chứ không phải là trong tương lai giá cả của nó là bao nhiêu. Giá trị đúng không ạ? Tự nhiên khi kèm theo giá trị thì lập tức chúng ta có một con số suy ra giá cả sẽ là bao nhiêu.
đúng không ạ? Đó, vậy thì câu chuyện đầu tiên là định giá xong rồi thì mua, và cái mua phải cái giá siêu rẻ nhá. Đấy, công thức cái câu chuyện đầu tiên là như vậy. Vấn đề thứ hai là chủ động gia tăng giá trị cho nó bằng rất nhiều hình thức, bằng rất nhiều hình thức, từ đơn giản cho đến tinh vi. Và đương nhiên các bạn có thể, các bạn không phải là dân bất động sản thì các bạn sẽ biết, nhưng mà nói vào lớp này là lớp gọi là công ty bất động sản thì các bạn biết ngay một trong những hình thức tinh vi đó là gì ạ? Và để gia tăng giá trị một cách chủ động chứ không có ngồi chờ đâu nhé, phải rất giỏi trong cái bước hai là bước chủ động gia tăng giá trị, chứ không phải là mua là xong đâu nhé. Mua mới là bước đầu, mà nó chỉ chiếm gọi là 1% vấn đề đấy, còn 99% còn lại nó là việc khác. Thì chúng ta chủ động gia tăng giá trị cho nó. À, ví dụ thay đổi pháp lý từ đất không có sổ, từ đất khai hoang, từ đất dãy trở thành đất ở lâu năm, đất ở. Bởi vì nếu mà là dân bất động sản nghe mùi đấy biết ngay là sẽ tăng giá được một vài trăm lần. Từ đất mà không có sổ thành đất ở, chứ không phải là đất trồng rừng sản xuất, hay là đất trồng cây hàng năm, hay là đất trồng cây lâu năm đâu nhé, đúng không ạ? Đấy, nhìn biết thế không? Đơn giản nhạt nhẽo không? Nhạt nhẽo không? Đó, mình không nói không biết chứ. Tại vì đấy là cách tư duy của bất kỳ người làm bất động sản nào. Nhưng quan trọng là làm một cách nào, tức là ai sẽ biết được đấy. Quan trọng là làm. Và cái đất mà chúng ta mua siêu rẻ, quan trọng nhất nó phải rất đa dụng, nó phải rất nhiều giá trị, rất đa dụng. À, tôi vẫn quay lại câu chuyện tại sao gọi là đất nông nghiệp đa dụng, tức là gì ạ? Nó là đất nông nghiệp nhưng nó có thể dùng được, có giá trị rất lớn cho các mục tiêu khác nhau. Đương nhiên nó phải là có giá trị nông nghiệp rồi nhá. Đất nông nghiệp mà thì nó phải có đầy đủ giá trị của nông nghiệp, và đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp trồng những cái sản vật rất là quý, đúng không ạ? Trồng được sâm ngọc linh ví dụ như đấy, đó là nông nghiệp. Nhưng nó có cái giá trị rất lớn khác, nó là điểm giao thoa mà. Đó, có những giá trị rất lớn khác của các ngành nghề lĩnh vực lớn. Ví dụ nó có rất có giá trị của nghỉ dưỡng và rất có giá trị của du lịch. À, nếu mà các bạn sẽ thấy là người ta hay dùng cụm từ là bất động sản du lịch nghỉ dưỡng, tức là người ta thành một cụm là du lịch và nghỉ dưỡng là một cụm. Nhưng mà thực ra trong bất động sản mà nghiên cứu sâu ấy thì du lịch là một chuyện và nghỉ dưỡng là một chuyện, tố chất hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên nó có những cái chủng nhau, nhưng người ta xã hội chúng ta cứ gom viên thành gọi là du lịch nghỉ dưỡng. Vậy thì nó rất có giá trị của nông nghiệp là một chuyện, nhưng nó rất có giá trị của du lịch, rất có giá trị của nghỉ dưỡng, rất có giá trị của các cái dịch vụ đặc biệt gì đó trên đó, ví dụ là chăm sóc sức khỏe đúng không ạ? Vân vân. Vâng. Và rồi là rất có giá trị của tạo ra những cảm xúc đặc biệt chẳng hạn. À, các bạn sẽ thấy trên thế giới những tỷ phú nhà của họ ở đâu? Tỷ phú nhà của họ trên một cái đỉnh núi cao 3.000m, tuyết trắng, và chỉ đến được bằng việc là bay máy bay, không có cách nào khác, không có con đường. Nhưng nó tạo ra cảm xúc cực kỳ đặc biệt, đúng không ạ? Những cảm xúc đấy mà chỉ có tỷ phú mới được dùng, mới được thưởng. Hiểu không ạ? Và vậy thì chúng ta có thể phát hiện ra những cái tố chất đó. Tuy nhiên trong câu chuyện thì nó sẽ rất là nhiều vấn đề thành phần, là chúng ta phải khớp được với cả bối cảnh kinh tế xã hội, chúng ta khớp được vĩ mô, chúng ta dự báo nó phải gọi là diện là có nhịp nhàng theo từng cái bước này, nó ABCDZ đúng không ạ? Nhưng mà nó co lại, tức là nó vào mấy cái yếu tố đấy thôi, là chúng ta phải có được cái sự đa dụng, tức là chúng ta có những cái hoạt động, chúng ta có thể phát triển được các hoạt động phi nông nghiệp trên đất nông nghiệp. Và hoạt động phi nông nghiệp thì nó đa dạng lắm, nó nhiều lắm, mà dành cho nhiều đối tượng tầng lớp khác nhau lắm, hoạt động phi nông nghiệp. Đó. Và như thế thì nó sẽ tăng giá 5.000 lần. Nhưng mà 5.000 lần không phải là con số lớn nhất đâu, nhưng tôi biết ở thị trường chúng ta, nhưng mà nó rơi vào khoảng 21 năm
thì nó tăng giá 40.000 lần. Nhưng mà 21 năm, 40.000 lần trong vòng 21 năm. Và 40.000 lần như vậy thì tuy nhiên cũng không phải là một người nắm giữ được, mà 3-4 người nắm giữ. Nhưng thực tế nó xảy ra như vậy, nhưng mà 3-4 người nắm giữ, chứ không phải là một người nắm giữ được 21 năm và họ được hưởng cái tăng giá 40.000 lần đó đâu. Đúng không ạ? Còn cái đất nông nghiệp mà tôi hiện nay mà tôi làm, nó đang tăng giá là 5.000 lần ý, thì nó sẽ tăng giá bao nhiêu? Tôi không nói là bao nhiêu năm nhé, mà bây giờ mới nói là 10 năm rồi. Nhưng mà bao nhiêu năm tiếp theo nữa thì tôi chưa nói. Nhưng các bạn có biết là nó sẽ tăng giá bao nhiêu lần không ạ? Nó sẽ tăng giá khoảng 100.000 lần trong tương lai. 100.000 lần trong tương lai. Và lâu thì tôi cũng chưa muốn nói. Nhưng mà đến bây giờ là 5.000 lần đấy. Được không? Đó, chúng ta làm đầu tư phát triển đất nông nghiệp đa dụng, chúng ta được những cái đấy. Được những thứ rất trực quan nhé. Vâng, được ạ. Được không? Thì nó nhìn lần nhé. Không phải là khoe đâu nhé. Tôi không khoe với các bạn đâu. Nhưng mà tôi phải nói cho các bạn là trực quan đó là tôi làm cái việc đó bằng sản phẩm nông nghiệp, chứ không phải bằng tiền mặt đất. Không bao giờ dùng tiền mặt đất để mua những cái thứ xa xỉ đó. Cho nên các bạn thấy nông dân hoàn toàn có thể mua những đồ xa xỉ mà, nếu biết cách. Đương nhiên, người nông dân họ rất thiệt thòi bởi vì họ không có tư duy về kinh doanh, họ không có tư duy về công nghệ, họ không có mở rộng về quan hệ, họ không mở rộng mạng lưới, nhưng người nông dân rất thiệt thòi. Vậy chúng ta phải bù đắp cái việc đấy. Chúng ta làm gì đó. Được không ạ? Rồi, vậy thì các bạn với tư cách là người làm môi giới, các bạn biết là làm đầu tư phát triển đất nông nghiệp được cái gì chưa? Không phải là được mớ rau này đâu. Không phải là chỉ được mớ rau này đâu. Đúng không ạ? Mà chúng ta có thể đạt được những cái thành tựu rất là lớn. Mà giá lúc đó, giá đầu vào thì lại siêu siêu rẻ. Các bạn biết là đất đai mà tôi mua rẻ nhất là bao nhiêu tiền không? Ngoài cái câu chuyện là tôi đi nhặt đất nhất là không đồng nhá. Không, bỏ cái đấy đi. Mà đây là mua một cách gọi là sòng phẳng trong thị trường ấy. Là có mua có bán ấy. Là bao nhiêu tiền không? 1 hectare, tính ra đầu 1 hectare 50 triệu. 1 hectare 10.000 mét vuông. 10.000 mét vuông. Bao nhiêu ạ? Không, bây giờ. Bây giờ kìa. Nói chuyện bây giờ chứ nói chuyện 10 năm trước. Kể ngày xưa. Bây giờ nhá. Bao nhiêu ạ? 30 thì không gọi là siêu siêu rẻ. 5 triệu. Tôi đã nói là phải siêu siêu rẻ. Đó. Bao nhiêu? 15 triệu. 1 triệu. Thầy ơi, thầy nhớ vừa nãy bảo là bạn giơ tay để cho nhé. Đấy, chính vì mua 1 triệu thì mới dám cho đấy. Đấy, em chết rồi. Nhưng mà phải làm. Làm luôn. Ok, bạn biết mình cho trẻ đi em ạ. Vậy thì các bạn sẽ thấy là đất đai nó là tư liệu sản xuất đúng không? Nó là tư liệu, đất đai là tư liệu sản xuất để ra sản phẩm nông nghiệp. Mà đất đai cái giá đổ vào như thế thì chúng ta đã thấy lãi chưa? Nếu chúng ta làm nông nghiệp. Chỉ cần làm nông nghiệp thôi đã rất lãi rồi. Đừng có nói là làm cái gì khác. 1 triệu 1 hectare đâu có rẻ cơ mà. Tôi còn đi nhặt được cơ mà. Thơ kìa. Còn nhặt không được cơ mà. Đừng, chúng ta đừng quan trọng nhất là nhặt ở đâu, quan trọng nhất là làm phát triển nó như thế nào. Đây, cái mà công ty đã làm đấy mới là quan trọng nhất. Còn đất thì đấy, chắc không. Vấn đề quan trọng nhất là làm thế nào phải không? Đó, chứ đừng, các bạn đừng nghĩ là tìm ở đâu mua ở đâu. Cho nên là có rất nhiều mảnh đất người ta mua xong người ta vứt đấy, nó chẳng có giá trị gì.
không biết cách làm, thậm chí nó có giảm giá dần dần, nó còn lỗ cơ, rất nhiều các bạn nhé. Và cho nên đấy là góc nhìn của chúng ta. Vậy chúng ta sẽ nói với nhau về đầu tư phát triển đất nông nghiệp. Đất nông nghiệp như một viên kim cương các bạn ạ, nó phải đào được ra viên kim cương ở trong đất. Tôi là dân bất động sản, tôi đào tạo về bất động sản. Dù nông nghiệp nó tôi nói các bạn rồi, nó chỉ là một hướng thôi, nó là hoa lá cành, nó là siêu y, nó là trang sức, nó là son phấn. Đối với tôi là dân bất động sản nhà nòi, là gốc của tôi là bất động sản. Thế thì tôi coi nông nghiệp nó cũng giống như là du lịch, cũng giống như là nghỉ dưỡng, giống như là các cái dịch vụ gì đó khai thác. Nhưng cái gốc, cái nền, cái giá trị gia tăng của tôi là bất động sản, đúng không ạ? Đương nhiên nó không phải là sự thật ở bất kỳ đâu hay là bất kỳ giai đoạn nào cũng vậy, đúng không ạ? Chúng ta đang chứng kiến sản vật của nông nghiệp cũng mang lại sự giàu có, đúng không ạ? Chứ đâu có phải là một bất động sản đâu, nhưng nó có một ý nghĩa nào đó. Người giàu thì không làm việc, họ nghỉ ngơi, nhưng họ để cái gì làm việc cho họ? Đất đai làm việc cho họ. Đất đai làm việc. Tôi là giảng viên đại học, cơ hữu một tiết giảng của tôi ở trên lớp được 500.000 đồng. Một buổi giảng, một buổi chứ không phải một tiết, là tôi được 500.000 đồng. Thế là nhiều ý, nhiều đúng không? Hơi nhiều quá so với giá trị và năng lực, đúng không? Tuy nhiên thực ra là từ rất lâu rồi tôi làm việc vì đam mê, tôi làm việc vì sứ mệnh, tôi làm việc vì trách nhiệm với xã hội, làm việc vì trách nhiệm với cả học trò, với sinh viên, với học viên của tôi. Và khi người ta đã làm việc vì đam mê, các bạn nhìn thấy chị Bích làm việc không? Kinh khủng. Không phải vì tiền nữa nhé. Tôi biết tưởng là vì tiền, nhưng là vì công việc, vì đam mê, vì sự phát triển. Đúng không? Hay là nói nhầm? Đúng không? Không cần phải nói cũng hiểu. Bởi vì con người ta đến một thời điểm nào đó, đến một cái gọi là nấc nào đó, thì người ta vượt qua khỏi câu chuyện vật chất rồi. Nhớ điều đấy ạ. Thế đó là đam mê. Và chính tôi làm việc vì đam mê, cho nên là tôi đóng góp được rất nhiều giá trị cho xã hội, chứ không phải làm việc vì đồng lương. Tôi quan tâm đến lương của tôi đâu. Quan tâm. Lương của tôi được bao nhiêu? 40 triệu một tháng. Tôi chả biết thế là nhiều ít. Nhưng những cái mảnh đất của tôi nó trải khắp Bắc Trung Nam. Hàng ngày nó lại tiền. Nó làm việc 24 tiếng một ngày, nó làm việc 7 ngày một tuần. Mà nó cho tôi rất nhiều việc, tôi không phải cần làm việc nữa. Các bạn hiểu không? Để đất đai làm việc, còn chúng ta chỉ làm vì đam mê thôi. Chúng ta không làm việc nữa, chúng ta làm vì đam mê, vì sứ mệnh, vì trách nhiệm, vì giá trị cho xã hội. Còn đất đai nó làm việc cho chúng ta, nó làm việc hiệu quả hơn chúng ta nhiều. Chúng ta làm sao lại, tôi làm được có 500 nghìn một buổi, làm sao mà bằng nó được? Chả bằng một phần góc nhỏ của một mảnh đất. Cho nên người giàu không làm việc, hãy để cho đất đai làm việc. Và người nghèo càng là nên làm như vậy. Người nghèo bán đất đi, nhưng mà không biết là bán được giá trị rất lớn. Bán có 25 triệu một công đất, nhưng 10 năm sau, 12 năm sau nó tăng lên 25 tỷ một công. Vậy người nghèo cũng được làm việc nếu được đào tạo, cũng không cần phải làm việc nữa. Đúng không ạ? Nhưng mà các bạn thấy không, thực ra người nông dân của chúng ta, người nông dân ấy, họ thiệt thòi không? Bao nhiêu những cái đấy là gì ạ? Và họ không giữ được những cái đấy, bởi vì họ không được đào tạo. Sao ạ? Nó có cách của nó. Đi sâu vào là có cách của nó.
hoàn toàn có cách để, đấy là chiến lược và chiến thuật trong đầu tư, thì hoàn toàn có cách. Nếu như vấn đề là ta phải biết được cái đích cơ. Nếu mà bạn biết được chắc chắn là cái mảnh đất của bạn sẽ tăng giá 100 lần thì ngày hôm nay hoàn toàn bạn có thể đi vay để sống. Chắc chắn là điều đấy. Nếu bạn biết chắc chắn là như xảy ra, ngày hôm nay hoàn toàn có thể vay để sống. Vay luôn. Đúng như còn gì nữa. Nếu nó tăng giá 100 lần cơ mà. Tại sao? Và bạn sẽ bán đất đi và bạn mất đi khả năng tăng giá 100 lần. À, tí thì tuyệt vời. Nhưng em cũng không đi vay, em vẫn làm. Tôi đang nói là cái trường hợp mà xấu nhất nhá thì là có thể đi vay để sống. Chờ. Nhưng chờ. Không chờ để nó tăng giá 100 lần. Vấn đề là phải xác định được chắc chắn nó sẽ tăng. Thời điểm. Không, cái đấy mới là dân chuyên nghiệp thì làm được việc đó. Dân chuyên nghiệp hoàn toàn làm được việc đó. Chúng ta không làm được việc đó bởi chúng ta chưa được đào tạo. 20 năm là định giá. Không, 10 năm nghe. 10 năm đi vay 10 năm để ăn thì cũng là một cái kinh khủng khiếp ạ. Chẳng có vấn đề gì cả, em cứ tính bài tính thôi. Em làm bài tính rất đơn giản thôi, xem cái gì lại. Tôi đang nói là trường hợp xấu nhất, không làm được gì cơ mà. Và tự nhiên là bạn đi làm này nọ thì cũng cần phải vay. Là xấu nhất cơ mà. Đúng không ạ? Đấy, chúng ta đang đặt một kịch bản xấu nhất. Tức là không làm được cái gì mà đi vay để sống ấy. Thì thà đi vay cũng còn hơn. Được không? Mà tôi chứng kiến cái điều này rất rất nhiều rồi ở khắp mọi miền đất nước. Các bạn hiểu không ạ? Khắp mọi miền đất nước chứng kiến rồi, đánh giá nghiên cứu rồi, không có gì phải bàn cãi cả. Nhưng người ta bàn là bán rẻ, cái giá trị rất lớn của họ, đúng không ạ? Vậy thì đất đai nó làm việc tốt, nhất ở Việt Nam này, bối cảnh này, thị trường bất động sản sẽ vẫn còn rất tốt, đúng không ạ? Đương nhiên quan trọng nhất là chúng ta phải xác định là cái đất của ta có nằm ở trong cái 0.01 đấy không? Được không? À, cái đấy mới quan trọng. Chứ còn nếu mà nằm ở trong cái diện tích mà nó gọi là nhạt nhẽo thì thôi, chúng ta chả nói làm gì. Đúng không? À, nằm 0.01 thôi. Cho nên nếu mà chúng ta tìm được cái 0.01 đó thì hãy để nó làm việc. Không phải làm việc nữa. Mà giá lại rất rẻ. Đúng không ạ? Chưa kể là chúng ta lại có một cái trình độ, một cái công nghệ, một quyết tâm, một bản lĩnh để làm ra những cái này trên đất nữa. Chúng ta ăn đơn ăn ghép còn gì nữa. Đúng không ạ? Và đôi khi cái này không đùa được đâu nha. Tôi làm cái gọi là tôi trồng rừng thôi. Mà tôi đã thấy là lãi lắm các bạn ơi, trời ơi. Nữa là cái này. Trồng rừng là tôi không phải làm gì đấy. Không vất vả gì đấy, giao khoán hoàn toàn đấy, mà còn rất nhiều tưởng. Bản rừng thì nó sẽ rơi vào khoảng, nếu là đất của mình rồi nhá, thì nó sẽ rơi vào khoảng từ... từ bình tĩnh ạ, nó sẽ vào khoảng 400% trong vòng 5 năm. Năm đến sáu năm, 400% trong vòng 5-6 năm. Nhưng tuy nhiên trồng rừng nó cũng nhiều kiểu lắm các bạn ơi. Trồng rừng là chúng ta phải tìm những cái nơi nó có rất nhiều hội tụ, rất nhiều yếu tố. Cho nên tôi nói là cái điểm hội tụ rất quan trọng. Thứ nhất là vùng đấy nhân công phải rẻ. Thứ hai nhân công phải sẵn, rẻ như sẵn. Thứ ba là gì ạ? Là khí hậu rất tốt, không có cháy rừng, không có gọi là mất trộm mất cắp. Thứ tư là cái vùng đấy là trồng rừng rất chuyên nghiệp, để làm gì ạ? Để cái gọi là cái cây giống của nó ấy là rất xịn. Chứ chúng ta bê cây giống từ đâu về, chúng ta trồng 3 năm sau nó quặt kẹo là chúng ta mất hết, đúng không ạ? Thứ năm đó là gì ạ? Đó là cái việc vận chuyển và khai thác rất rẻ. Thứ sáu là trông coi gần như không mất tiền trông coi. Cho nên là nó hội tụ rất nhiều thứ, các bạn hiểu không ạ? Cho nên tôi nói là phải điểm hội tụ thì nó mới là lạ. Đó. Chứ không phải là cứ bất kỳ rừng nào, mảnh rừng nào trên đất Việt Nam này đều làm được cái đấy đâu. Hiểu không ạ? Vâng, vậy thì nó rơi vào khoảng 400% trong vòng 5-6 năm. Nhưng tôi đã chuyển sang một cái mô hình khác. Đó là không phải là trồng keo và bạch đàn, tôi nói các bạn rồi. Thì tôi trồng rán hương. Tôi trồng và tôi được có được cái nguồn đầu ra, người ta cam kết đầu ra
không phải, nó là cây đô thị, cây đô nó thị là cây cảnh quan, nó là cây đô thị, nó là cây công viên, nó là cây trồng dọc phố này, trong các cái khu đô thị phát triển rất mạnh của chúng ta kìa. Thì lợi nhuận của nó không phải là 400% trong vòng 5 năm đâu, mà nó rơi vào khoảng 400% không xúc động, đang nghĩ đấy, đang tính đấy, đang tính đấy, đang chạy, máy đang chạy. Khoảng 30 lần, 3000% trong vòng 5 năm. Ba nghìn phần trăm trong vòng 5 năm. Nhiều, cái đấy thì không cần chi tiết đâu. Đó lại là cây cảnh quan, cây đô thị. Cây đô thị, đúng không ạ? Càng đẹp càng to, càng chất lượng càng đắt tiền. Đúng rồi. Bây giờ các bạn cũng là có, chúng ta đều là xuất phát từ nông dân nhá. Một cây giáng hương 8 năm tuổi bao nhiêu tiền? Các bạn lên mạng các bạn đọc cho tôi luôn con số. Đương nhiên là nó tính theo khoanh, tính theo được tính. Đúng không ạ? Đường kính nó rơi vào khoảng là 8 năm nó rơi vào khoảng độ 22 cm. Đường kính. Đang nghiên cứu nhưng mà xin chưa trồng. Mình trồng cái gì mà nó phù hợp với cái đất của mình, cái vùng của mình. Không, hoặc là mình sẽ phải tìm phát triển vùng khác. Nhưng mà mình chưa, mình không có sức để làm được. Vành 22 đến 25 giá thị trường là 620.000. Đáng ngờ ạ. Vì cái giá đấy. Trộm 8 năm 620.000. Giá nó tôi nói luôn các bạn ít nhất là 6 triệu. Không thể nào giá đấy không thể nào. Vành 6372 là 6 triệu. Rồi. Vành 7282 là 8 triệu. Thôi cho tôi nói là 6 triệu đi. Cây giống có mấy chục nghìn thôi. Mà trồng như trồng rừng thì đâu phải là trồng cây cảnh. Thôi rồi, chúng ta không chi tiết nhá. Không chi tiết quá đi, không đi sâu vào cái chi tiết đó. Tôi chỉ đọc cho các bạn con số thôi. Còn các bạn tự tìm hiểu tiếp. Và tôi chọn ra một cái mô hình, mà đương nhiên tôi phải chọn một cái mô hình mà nó không ảnh hưởng đến thời gian của mình. Chứ còn tôi có đầy cái mô hình làm còn lãi hơn rất nhiều, nhưng mà mình lại phải vất vả một chút thì mình không thích, đúng không? Tức là mình chọn cái mô hình thì nó phù hợp với tính cách, với điều kiện của mình. Bởi vì tôi vẫn là một giảng viên, tôi vẫn dành đến 70% để đứng lớp, và 30% là đi làm những việc lằng nhằng đấy thôi, đúng không? Nên tôi không đầu tư quá nhiều quá sâu. Và tôi tạo ra được cái gọi là, nó gọi là gì, platform để cho những đối tượng khác hoạt động trên đó. Một là mình khai thác, hai là cho người khác khai thác, nhưng mà mình tạo ra được cái giá trị đó, đúng không ạ? Rồi, thế thì vậy các bạn sẽ thấy là chúng ta hãy để đất cho làm việc nhé, hãy để đất nông nghiệp cho làm việc. Các bạn không thể tưởng tượng được đâu là xã hội chúng ta cứ lao đầu vào mảng này, mảng nọ, mảng kia, nhưng không hiểu là trong nông nghiệp có những mảng làm cực kỳ lãi, lãi kinh khủng khiếp. Mà vấn đề là gì ạ? Là với cả cái gọi là mô hình của cá nhân tôi thì không những lãi mà còn chẳng mất công, mất sức một chút nào. Nó đỡ nhiều lắm, Và đương nhiên tất cả các thứ đấy, những cái thứ gọi là xung quanh nó đều phải đổi về hỗ trợ cho chúng ta. Ví dụ vì trồng ở ngoài đảng, cho nên là không hẳn trông coi. Ví dụ thế thôi, đấy thế một ví dụ nhỏ. Vậy thì cứ mỗi một kỳ chúng ta tích lại, bỗng nhiên là một con số khổng lồ. Dạ, thế thì cho nên là
có thể là chị Bích là giám đốc, tổng giám đốc của công ty nói các bạn không tin. Tôi nói các bạn có tin không? Có. 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 Tôi làm 15 năm nay rồi chứ không phải là tôi mới. Tin mà, tin sái cổ. Thực ra mình làm giờ thì mình đang làm công viên. Và về sau cái đấy mà bán càng để lâu năm bán càng có giá trị. Thậm chí chúng ta có thể là vài chục năm. Và tôi có những ý tưởng là tôi để vài trăm năm. Và đương nhiên cái đấy không phải của mình nữa đâu, đúng không? Chúng ta để cho xã hội, cho con, cho cháu. Chúng ta tạo ra giá trị lớn lắm các bạn ơi. Không tưởng tượng nổi đâu. Không phải là tiền đâu các bạn ạ. Chúng ta sẽ để linh hồn chúng ta vào một cái cây. Khi chúng ta chết đi, đúng không? Và con cháu chúng ta nhìn thấy cái cây đấy vẫn đang bố vẫn sống, mẹ vẫn sống. Vấn đề tâm linh nha. Chết tâm linh không muốn đâu thế. Đúng không? Thế mà chúng ta dùng trồng những cây ở những cái điểm rất an toàn, rất bền vững, ở những điểm rất đẹp và nó có thể sống vài trăm năm. Đúng không? Đó. Tuy nhiên tôi không muốn kể, tôi không muốn nói cho các bạn. Chúng ta đang nói những cái chuyện nó rất là gì ạ? Nó gọi là đơn phương mà đơn thuần là đúng rồi, có một từ đơn nữa cơ, đơn giản cũng đúng, thôi được rồi, thế thôi, tôi quên từ đấy rồi. Chúng ta đang nói những điều rất đơn giản thôi, là dòng tiền, là đầu tư, là lợi nhuận. Nhưng nếu mà đấy nó đang ở tầng một, còn khi nào tôi nói với các bạn những vấn đề của tầng 2 và đặc biệt tôi nói với các bạn những vấn đề tầng 3 thì các bạn mới thấy làm nông nghiệp nó tuyệt vời, đất nông nghiệp nó tuyệt vời đến mức độ nào. Nhưng mà thôi, không nói quá nhiều nha. Chưa đến lúc các bạn phải nghe quá nhiều những việc này. Chứ mà các bạn mà nghe cái đấy thì tôi nghĩ là các bạn sẽ yêu nó say đắm. Không nào rời được nó đâu. Nhưng tôi mới nói ở tầm 1 thôi. Cái lớp thứ nhất là lợi nhuận đấy ra, đúng chưa? Nói thế thôi, hiểu nhanh quá làm gì, đúng không ạ? Dần dần, từ từ thôi. Rồi, thế thì chúng ta nói về đầu tư phát triển đất nông nghiệp đa dụng. Và về đến bây giờ các bạn hiểu thế nào là đa dụng chưa? Rồi. Cái từ đất nông nghiệp đa dụng là của tôi nhé. Tôi nghĩ ra, tôi hình thành, tôi đặt ra khái niệm và tôi trải nghiệm, tôi thực nghiệm. Đúng không ạ? Ở Việt Nam, cho nên là rất nhiều hội thảo cũng hỏi tôi là đất nông nghiệp đa dụng là gì. Và họ thấy rất là lạ, họ thấy rất thú vị. Nó xuất phát từ câu chuyện là này thôi ạ. Đó là gì ạ? Đó là chúng ta không những là có những tòa nhà chung cư để ở, đúng không? Mà chúng ta có những tòa nhà chung cư hỗn hợp. Nó vừa là nhà ở, vừa là siêu thị, vừa là văn phòng, vừa là khu vui chơi giải trí, ví dụ như vậy, đúng không ạ? Thế cho nên đấy nó gọi là những tòa nhà đa năng, tòa nhà hỗn hợp, tòa nhà đa dụng, chứ không phải là để ở. Và đất nông nghiệp cũng vậy không? Đâu phải là làm nông nghiệp đâu. Có rất nhiều giá trị còn lớn hơn nông nghiệp cơ mà, khai thác được đất đấy cơ mà, đúng không ạ? Cho nên nó là đa dụng là vì đấy. Đa dụng, dụng cho nhiều mục tiêu. Nó được có nhiều thang đo về giá trị, thang đo giá trị của du lịch, thang đo giá trị của nghỉ dưỡng, thang đo giá trị của nông nghiệp, đúng không ạ, vân vân, và thang đo giá trị của bất động sản, đúng không ạ? Rồi thì chúng ta sẽ nói đến đầu cơ và đầu tư. Hiện nay xã hội cơ bản là đầu cơ. Đầu cơ và đầu tư khác gì nhau không? Các bạn đã đang làm đầu tư, còn phần lớn xã hội là đang đầu cơ, 99%. Còn các bạn là đang đầu tư. Chúng ta tự hào là chúng ta đứng ở trong hàng ngũ 1%. Nhá. Khi nói đến gọi là đất nông nghiệp thì chúng ta sẽ nói đến một khái niệm tiếp theo, đó là đầu tư phát triển. Hiện nay người ta chỉ nói dùng từ đầu tư thôi. Tại sao là cứ phải nói bích là phải đưa chữ phát triển vào là như thế? Người ta chỉ đầu tư thôi. Thực ra là đầu cơ, nhưng người ta gọi là đẹp đẽ và là đầu tư. Nhưng người ta quên rằng một cái vế thứ hai đó là từ phát triển, đầu tư phát triển. Cái năng lực phát triển, khả năng phát triển, định hướng phát triển, quy mô phát triển, mô hình phát triển nào, cái đấy mới là cái quan trọng. Chứ còn đầu tư thì cứ có tiền mua đất là để đấy là đầu tư rồi, đúng không ạ? Nó là đầu cơ rồi, đúng không ạ? Nhưng mà phát triển thì tôi nói với các bạn, 1.000 người mới có 1 người có năng lực phát triển. Nếu không muốn nói, 10.000 người mới có 1 người có năng lực phát triển trong những người làm bất động sản. Còn đầu tư thì ai chả đầu tư,
có tiền mua là đầu tư rồi, trở thành nhà đầu tư rồi, có đúng không ạ? 10.000 người, xin lỗi tôi đến nhầm, 1.000.000 người mới có một người có năng lực phát triển. Tuy nhiên chúng ta loại ra những tập đoàn lớn là một họ làm đất hoặc là khu đô thị, bởi vì họ không phải là đất nông nghiệp, đúng không ạ? Đất đô thị thôi, đúng không? Cho nên là số người có năng lực phát triển, có mô hình phát triển, có gọi là công nghệ để phát triển, có hướng phát triển, có đội ngũ để phát triển, không hề dễ một tí nào liên quan đến đất nông nghiệp. Mà phải là đã dụng ngơ, chứ còn là phát triển nông nghiệp, đất nông nghiệp để làm nông nghiệp thì đơn giản quá, đúng không? Mấy chục triệu dân của chúng ta đang làm nông nghiệp để phát triển nó đấy, nông nghiệp đấy, đúng không ạ? Nhưng mà phải là phát triển theo hướng đa dụng đó, không phải dễ đâu. Cho đến ngày hôm nay tôi mới biết là công ty chúng ta là số đầu tiên. Sau mấy chục năm lang thang trong thị trường bất động sản, đó. Cho nên là đầu tư phát triển, các bạn đừng bao giờ bỏ các bạn cái chữ phát triển nhé. Cho nên là kể các bạn đi làm cũng vậy thôi, các bạn có đồng lương đúng không? Nhưng không phải là các bạn đi làm để kiếm tiền đâu, mà các bạn có một vế nữa, đó là vế phát triển bản thân, phát triển, chứ không phải là đi làm để có tiền để sống, đúng không ạ? Đi làm là chúng ta phát triển, và làm được nhiều tiền mà không phát triển được con người mình là cũng vứt, vứt, bởi vì tiền nó có thể ra đi rất nhanh. Còn cái phát triển thì cái năng lực phát triển kia, cái hệ quả, cái gọi là mà cái kết quả của phát triển kia không bao giờ nó ra đi cả. Tiền thì có thể ra đi rất nhanh, đúng không ạ? Cho nên chúng ta làm đầu tư phát triển, đầu tư vận hành khai thác, tức là gì ạ? Chúng ta làm bất động sản, làm đất nông nghiệp, nhưng mà chúng ta đầu tư sành homestay, à đúng không? Homestay, vâng, sành homestay, tức là chúng ta vận hành khai thác, đúng không ạ? Chứ không phải là chúng ta ra cái sản phẩm này xong chúng ta bán đứt nó đi, đúng không ạ? Cho nên chúng ta đầu tư những vận hành khai thác. Và nếu mà chúng ta kiếm được một cái nhà hàng panorama trên đèo Má Pí nhà hàng thứ hai thì chúng ta có nên vận hành khai thác nó? Trời ơi, ra dòng tiền cực lớn luôn hàng ngày, đúng không ạ? Nó hiệu quả hơn rất nhiều các cái căn hộ chung cư ở cái đường Minh Khai này này, nó hiệu quả hơn rất nhiều cái Vinhome kia kìa mà cho thuê trả được mấy xu trên việc tỷ lệ vốn đầu tư, có đúng không ạ? 50 tỷ, 70 tỷ, 100 tỷ cái kìa cho thuê được bao nhiêu tiền? Cho nên chúng ta nhắm đến cái vận hành khai thác, tức là chúng ta đang chiếm lĩnh tài nguyên, cảnh quan, khí hậu, nhân văn, đúng không ạ? Để chúng ta vận hành khai thác, và người ta đến với chúng ta để người ta tiêu dùng, và chúng ta thu rất nhiều tiền, dòng tiền rất lớn từ cái việc đó. Mà đặc biệt ở Việt Nam có rất nhiều điểm đẹp nhé, còn rất nhiều nơi. Tôi đã gửi cho chị Bích một cái bài viết của tôi về định giá cảnh quan. Nhờ chị gửi cho các bạn nhân viên nhé, để các bạn hiểu được rằng là làm bất động sản thì chúng ta có chiều sâu và chúng ta có góc nhìn như thế nào. Một bài viết, tôi có hơn 100 bài viết thôi, tôi gửi đến các bạn một bài viết để các bạn sẽ thấy là làm bất động sản hay là làm bất động sản nông nghiệp nó như thế nào. Đó, vậy thì đầu tư nhưng mà mục tiêu luôn là để vận hành khai thác, chính vì thế nó mọc ra cái sành ấy chứ. Thế cho nên tôi đã nói ngay từ đầu là đôi khi chị Bích thì không phải là học một cách bài bản và chuyên nghiệp trong lĩnh vực, nhưng mà có những cái bước đi, có những cái tư duy nó trùng hợp, đúng không? Tuy nhiên tôi phải nhắc lại, không chủ quan, và chúng ta phải hệ thống hóa nó lại, gói đóng gói nó lại, đúng không ạ? Làm tinh nó ra, biến nó thành một cái gọi là gì ạ? Là chuyển giao rất là tốt, đúng không ạ? Cho nên là đầu tư để vận hành khai thác, cho nên là đầu tư đất nông nghiệp nó thú vị mà, để chúng ta vận hành khai thác nó mà ra dòng tiền suốt đời nó đi nhá, đừng có đùa. Và như vậy đời thì chúng ta có thể làm
hoặc chúng ta để cho người khác làm, đúng không? Nhưng mà chúng ta cũng sống mà không phải làm gì, đúng không? Đầu tư chuyển giao, có thể một ngày nào đó chị Ngọc, chị Bích sẽ chuyển giao cái sành cho ai đó với giá gấp 50-100 lần. Tôi không biết, có thể, đúng không ạ? Nhưng chúng ta mục tiêu ngay từ đầu chúng ta đã nhắm đến việc là đầu tư không phải vận hành cái app mà sẽ để chuyển giao. Thì các cái bước đi của chúng ta sẽ lại khác. Chúng ta ngắm ngay từ đầu là để chuyển giao. Chúng ta tạo ra hệ thống, chúng ta tạo ra chuỗi hoặc là đơn chiếc thôi, hoặc là chuỗi, nhưng để chuyển giao chứ không phải để vận hành cái app. Hiểu không ạ? Và thì chúng ta lại có cái chiến thuật khác. Chúng ta sẽ có việc lựa chọn đất đai nó khác, vị trí nó khác, vân vân, đúng không? Cho nên mọi hoạt động của chúng ta nó phải tuân thủ từ rất sớm, từ cái chiến lược ban đầu, để mọi hành vi, mọi nguồn lực chúng ta tập trung cho đúng một mục tiêu, nó không có lang thang trong chỗ này, lúc thì rẽ chỗ kia, lúc thì rẽ chỗ nào, đúng một mục tiêu đi thẳng và chúng ta đi đấy. Và chúng ta phải xác định mục tiêu ngay từ đầu, đúng không? Nguồn lực là tập trung cho cái đó, đúng không? Từ đồng chí bảo vệ cũng nói được cái đó cơ. Chứ đừng có nói là nhân viên, đúng không? Vậy thì đầu tư để đất nông nghiệp đa dụng để chúng ta chuyển giao, đúng không? Và chúng ta có rất nhiều cơ hội để làm việc đó bởi vì chúng ta đi đầu trong lĩnh vực chuyển giao. Đầu tư để nhân bản làm chuỗi, đầu tư để làm tài chính. Có một cái cơ hội, có một cái năng lực, có một cái điều kiện của bất động sản, đó là gì ạ? Là chúng ta làm tài chính bất động sản. Một mảnh đất chúng ta bán 10 tỷ trên thị trường, nhưng nếu chúng ta biết đưa nó vào game chơi tài chính thì chúng ta có thể thu về 100 tỷ chứ không phải là 10 tỷ nữa. Nếu bán chỉ được 10 tỷ thôi nhưng đưa vào game tài chính chúng ta thu được 100 tỷ. Nhưng vấn đề ở chỗ là thôi được, tôi không muốn nói chuyện sau hoặc là chuyện dâu ria, đúng không ạ? Nhưng thực tế nó lại sẽ là như vậy. Vậy thì chúng ta, nếu chúng ta làm đầu tư tài chính thì ngay từ đầu chúng ta sẽ ngắm đích luôn là làm tài chính. Và vậy chúng ta sẽ phải tìm ra cái đất đai, đất nông nghiệp nhưng nó rất hợp khẩu vị với dân tài chính. Cái đất nông nghiệp nhưng để làm tài chính rất tốt, chứ không phải là để làm mô hình gì hay chuyển giao hay vận hành khai thác nhé. Tôi nói là mọi thứ nó phải đi từ đầu, nó phải thống nhất, không rẽ ngang rẽ ngửa gì cả, đúng không ạ? Tại sao con rùa thắng con thỏ là vì thế, đúng không? Nó hiệu quả, đúng không ạ? Vậy thì cái câu chuyện là đầu tư tài chính và mấy hiện nay nó đang là rất mốt trong xã hội Việt Nam năm nay. Nó có rất nhiều cái ảo nhưng nó thực sự là cái thật. Nếu chúng ta biết cách làm, nếu chúng ta biết cách sắp đặt cuộc chơi, nếu biết chúng ta biết cách gọi là gì, tạo ra những cái bước tăng trưởng của nó, đó. Và chúng ta biết cách tư vấn cho khách hàng. Các bạn là môi giới thôi. Và các bạn cần phải có cái trình độ tư vấn rất tốt. Tôi cũng gạ gẫm chị Bích là sẽ có thêm những cái buổi để nâng được năng lực tư vấn của bạn. Môi giới phải tư vấn rất giỏi, môi giới phải có trình độ tư vấn. Càng tư vấn tốt càng bán được thương vụ lớn, càng tư vấn tốt càng đông khách, càng tư vấn tốt càng có gọi là thương hiệu cá nhân. Cho nên môi giới là người chuyển từ sale sang một người làm tư vấn. Sale chỉ là bán hàng thôi nhé, sale chỉ là doanh số thôi, còn môi giới nó khác và là một người tư vấn nó khác. Đấy, cái trình độ nó khác hẳn nhau đấy, một trời một vực chứ đừng có nói là đùa đâu. Và vậy thì chúng ta sẽ có, tùy vào mục tiêu của khách hàng thì chúng ta sẽ có những cái bài, có những cái sản phẩm, có những cái gọi là bộ kit về tư vấn riêng để chúng ta trao đổi và chia sẻ với khách hàng, đúng không ạ? Đầu tư là gì? Đầu tư là sự hy sinh các yếu tố hiện tại để có được lợi ích trong tương lai. Các bạn hy sinh càng nhiều, càng đúng cách, càng đúng hướng, các bạn tương lai các bạn càng thành công. Còn chúng ta lững lờ con cá vàng, đúng không ạ? Núi này trông núi nọ thì đương nhiên cũng nhẹ nhàng thôi, chả mất công sức gì cả đâu, nhưng rõ ràng thành công các bạn không thể được. Tôi không biết là chị Bích đi Hy Tín bao nhiêu lần, nhưng khi tôi nghiên cứu cái vùng dự án của tôi ấy là vùng Hồ Cát Vàng trên Yên Bái ấy. Ở đây ai sống ở Yên Bái ấy?
hai người. Vâng, Hồ Thác Bà, biết Hồ Thác Bà đúng không ạ? Vâng, các bạn có biết không, trong vòng 4 năm, tức là từ năm 2007 đến 2011, tôi đi từ Hà Nội, hồi đấy chưa có cao tốc đâu nhá, chưa có cao tốc Hà Nội Lào Cai đâu. Trong vòng 4 năm, tôi đi bao nhiêu lần các bạn biết không? 250 lần trong vòng 4 năm đầu tiên. Và lần nào đi 2 ngày. Và đi với tư cách là chuyên gia rồi đấy, mà còn phải đi nhiều như thế. Trung bình. Tôi nhắc lại với các bạn con số là 250 lần. Và đến bây giờ thì khoảng hơn 600 lần rồi. Sau 15 năm. Không, cũng chẳng dính gì đến bài. Không có người yêu ở Yên Bái. Tôi trồng kiêng. Chứ không phải là tất cả đâu, vì nó là hàng trăm nghìn hecta cơ mà. Tôi có một ít thôi. Một ít là bao nhiêu? Một ít là ít ít. Một ít để chỉ vào chặt chỗ mà. Ok, rồi. Vậy thì đầu tư là sự hy sinh. Các bạn hy sinh càng nhiều, mà nhất là các bạn trẻ. Các bạn trẻ, nói chung là giới trẻ hiện nay thích hưởng thụ, thích là việc trải nghiệm những cái gì mà giá trị xã hội mang lại cho chúng ta. Đó là công nghệ, đó là vui chơi giải trí. À, tốt thôi. Nhưng hy sinh được bao nhiêu rồi? Hy sinh đấy đừng nghĩ là hy sinh cho công ty nhé, mà đấy là hy sinh cho chính mình để trưởng thành. Các bạn có thấy chị Bích hy sinh không? Tuy nhiên, đó là công ty của chị. Nhưng mà cái sức lao động, sức làm việc, cái sự tâm huyết, cái nguồn lực có kinh khủng không? Cái ý chí nó có kinh không? Tôi chẳng cần hỏi nhiều, tôi chỉ cần nhìn lướt qua thôi. Và tôi nhìn vào tôi biết rồi. Tôi chẳng cần phải nhìn vào ai. Tôi nhìn vào tôi biết. Là làm đầu tư phải như thế nào. Và nên là cái mọi thứ nó có giá. Cái mà tôi chia sẻ với các bạn từ sáng đến giờ, các bạn tưởng dễ đạt được à? Nói được vài câu như thế có nghĩa là dễ lắm đúng không? Không phải đâu ạ, tôi phải hy sinh nhiều lắm, trời ơi. Hy sinh bằng máu. Bằng máu theo nghĩa đen luôn. À, thậm chí là nhiều lần suýt chết. Chứ đúng nghĩa đen. Thế cho nên là đấy, hy sinh như thế đấy. À, đương nhiên chúng ta sẽ tìm đến một cái nơi mà xứng đáng để hy sinh. Đúng không ạ? Xứng đáng để cống hiến. Và chúng ta sẽ làm. Bởi vì đấy là cái quá trình mình đào tạo mình. Chứ đừng nghĩ là làm cho công ty. Và để mình có được cái con đường cùng với công ty. Đúng không ạ? Vậy thì các bạn sẽ thấy là cái sự hy sinh là điều rất quan trọng trong đầu tư. Đầu tư không phải là giảm mát thôi các bạn nhé. Ok, giảm mát đi thì chỉ tăng 2 lần, 3 lần thôi. Còn muốn tăng 100 lần không? Muốn tăng 1.000 lần không? Không có chuyện giảm mát đâu. Đúng không ạ? Ok, tôi dành một số ít phút nữa để chia sẻ. Các bạn có thể đặt thêm các câu hỏi. Phần còn lại chiều nay chúng ta sẽ làm đốt. Các bạn có đặt câu hỏi đi ạ. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Thái Lan thì tôi chưa trực tiếp đi để mà trải nghiệm thật. Nhưng mà tôi có xem một vài video thì nó tạo ra những cái vùng hạnh phúc, vùng khép kín liên quan đến nông nghiệp, sản phẩm nông nghiệp giá trị cao. Nhưng mà con người họ đưa vào rất là nhiều chương trình vào trong cái vùng đó. Và nó tạo ra một thành phố hạnh phúc nông nghiệp. Thì tôi xem trên video thôi. Cái đấy ở Việt Nam làm được. Nhưng mà chưa thấy ai làm thôi. Còn trên thế giới thì tôi có nghiên cứu về châu Âu. Và có đi trực tiếp nhé. Thì nó không gọi là như chúng ta gọi là đất nông nghiệp đa dụng. Mà họ sử dụng đất đai rất hiệu quả. Theo đúng cái sở trường của đất đai. Sở trường của đất đai mà chỗ đấy làm du lịch rất tốt
thì họ sẽ cho làm du lịch, họ sẽ quy hoạch thành đất du lịch, đất thương mại dịch vụ. Còn ở Việt Nam có rất nhiều những cái đất đai sở trường rất tốt để làm du lịch, nhưng hiện nay nó chưa được quy hoạch thành du lịch hay là thành thương mại dịch vụ mà nó vẫn là nông nghiệp. Đấy, cho nên là trên thế giới là gì ạ? Là cái kinh tế bất động sản ấy, kinh tế là gì ạ? Là sử dụng rất tốt nguồn lực cho từng mục tiêu cụ thể, không lãng phí, không cực đoan và tạo ra giá trị lớn cho xã hội. Nhưng mà nó sẽ dẫn tới một cái kiểu nó rất khác Việt Nam, bởi vì là luật pháp nó khác, bối cảnh kinh tế xã hội nó khác, các cái điều kiện của người đầu tư nó khác, đúng không ạ? Rồi là cái cấp độ phát triển của nó khác. Thế cho nên là đương nhiên là tôi cũng đi thì tôi học hỏi mô hình, đặc biệt là tôi học hỏi là mô hình là kinh tế hồ và kinh doanh các loại hình trên hồ là như thế nào thì tôi đi rất nhiều. Tại vì phục vụ cho câu chuyện cá nhân riêng của tôi, chứ nó không phải phục vụ câu chuyện là nói chung về đất nông nghiệp. Đất nông nghiệp nhưng mà là hồ thì tôi lại biết rất là kỹ. Mình tập trung vào đúng cái mảng của mình thôi. Tuy nhiên, câu hỏi cực kỳ hay, đề nghị một tràng pháo tay. Câu hỏi rất hay, câu hỏi đấy nó chính là cái nội dung tôi sẽ chia sẻ với bạn chiều nay. Nhưng tôi nói luôn một vấn đề thôi, và chiều nay tôi sẽ nói kỹ. Tôi nói luôn, đây là thời điểm của chúng ta trong vòng 2 năm tới, liên quan đến nghị quyết Trung ương 18, 19 và 20, và đặc biệt liên quan đến luật đất đai sửa đổi năm 2023 và luật kinh doanh bất động sản, thì đây là chính là vĩ mô liên quan đến đất nông nghiệp đa dụng, là thời điểm thuận lợi tuyệt vời nhất. Tôi nói với các bạn là tôi đọc mấy cái văn bản là dự thảo thôi mà tôi khóc mất mấy ngày vì tôi sướng, khóc nức nở mất mấy ngày các bạn ạ, vì sướng quá. Đúng là thời của mình đến rồi. Đó, tôi chỉ nói ngắn gọn thôi. Cái tính thời điểm rất quan trọng nhé. Các bạn bỏ qua tính thời điểm là các bạn sẽ mất cơ hội đấy. Đừng có đùa. Trong kinh doanh thời điểm rất quan trọng. Mà đất nông nghiệp nó không phải là câu chuyện là mua nhanh bán nhanh được đâu, mà nó phải là phát triển, nó phải dài hạn, ít nhất là trung hạn. Đúng không ạ? Cho nên là các bạn phải có tư duy từ rất sớm và các bạn tranh thủ được những cái thời điểm, những cái giai đoạn nó đang gọi là có bước ngoặt và nó tạo ra một cái bản lề cho 30 đến 50 năm tới. Bản lề của 3 đến 5 năm tới đâu, nó là bản lề của 30 đến 50 năm tới. Đây là thời điểm của các bạn, chúc mừng các bạn. Đây là thời điểm của các bạn. Nó là thời điểm của tôi khóc thì chúng ta cũng phải khóc chứ. Tôi nghĩ là chiều nay các bạn sẽ khóc cả lớp, khóc thì sùng sùng. Không, chuẩn bị mấy cái bát, nó sẽ cầm cái bát. Em mua cái bát bây giờ á. Rồi, xin mời ạ. Rồi, xin mời. Đây mọi người ạ. Mọi người đã học về bất động sản đa dụng rồi, bất động sản nông nghiệp đa dụng rồi. Thì cả nhà nhìn các sản phẩm của mình ở trên bàn này, thì đâu là sản phẩm của bất động sản nông nghiệp đa dụng ạ? Theo mình, tất cả trên bàn đều là cái sản phẩm bất động nông nghiệp đa dụng. Vì tất cả những cái đây đều trồng trên đất. Và cái thứ hai nó đều đem lại giá trị kinh tế. Và nó đều tác động đến giá trị của mảnh đất. Trồng trên đất, gỗ trên đất, gỗ nhẹ nhàng trên đất, rau trồng trên đất, nhặt chặt bởi vì là gỗ trồng trên đất.
cái bán kính kia là phải nhiều hơn. Đây con, lên ngoài đất đi. Xanh đấy là đất sét, phải đào hơi sâu ấy. Có những cái vùng đất mà nó phù hợp này thì mới làm được cái này. Phải đất nào làm được cái này đâu. Em người làm kinh doanh thì quan tâm đến định lượng. Tuy nhiên, chúng ta nhìn về đại cục đã, và chúng ta phải đồng ý với đại cục đã, đúng không? Sau đấy, chúng ta bắt đầu tìm hiểu kỹ về đại cục, về tổng quan, về toàn diện, về cái tính gọi là toàn diện đã. Và nếu mà chúng ta thấy nó rất thuyết phục thật, về toàn diện nó chưa chi tiết đâu, nhưng mà chúng ta thấy thuyết phục thật, thì lúc đấy chúng ta bắt đầu đi sâu vào cái tiểu tiết, cái chi tiết, đúng không? Tôi nghĩ là cái trách nhiệm của tôi hay là cái mà tôi mong muốn mà truyền tải cho các bạn đó là đại cục đó. Còn đương nhiên tôi có thể giúp các bạn rất nhiều liên quan đến chi tiết bởi vì tôi làm, nhưng không phải ở đây và không phải lúc này. Tôi hoàn toàn có thể hỗ trợ các bạn, nhưng tóm lại là thành công rất lãi. Thế còn chi tiết thì đương nhiên rồi, chi tiết thì đương nhiên rồi. Chi tiết nhiều chi tiết lắm các bạn ơi, nhiều lắm chứ không phải là liên quan đến tính toán đâu. Ví dụ nhá, lúc nãy tôi nói rồi, 1 triệu/ha, thế là chi tiết thì còn gì nữa, thế là xong câu chuyện rồi gì nữa. Tại sao chưa? Ngay lập tức tôi có thể bán được 50 triệu/ha cái mà tôi mua 1 triệu và tôi không làm gì cả. Đồng ý, đấy là tối thiểu, tôi là tối thiểu. Nhưng mà nó là đất nông nghiệp đấy, đúng không ạ? Sản phẩm cái gì? Ok, sản phẩm thì đương nhiên là các bạn đã có những chi tiết ở đây rồi của công ty mình, đúng không? Đó, còn của tôi nhá, nó là trồng keo và bạch đàn. Rồi, 1 hectare đất giá bao nhiêu chưa nói. Tổng số chi phí cho 1 hectare đất trồng keo là 25-27 triệu trong vòng 5 năm. Bao gồm cây giống, công đào hố, phân bón lót, phân bón thúc. Thì tôi đang nói chi tiết đấy. Chi tiết mà. À. 1 triệu. Hai mươi lăm triệu trong vòng 5 năm. 25 triệu 5 năm. 5 năm, được chưa? Bán được 100 triệu, 100 triệu tiền gỗ. Quy mô thì tôi đều không nói được, không khai được. Đương nhiên quy mô rất quan trọng, càng quy mô lớn thì càng lãi, đúng không? Càng quy mô lớn càng lãi, nhưng mà cái quy mô thì tôi khai thì người ta đánh thuế được mất, thì không khai được. Được chưa? 25 triệu và 100 triệu. Thực ra là kể cả 1 đồng/ha cũng ngon mà, 1 hecta cũng là ngon rồi. Mình biết cách làm. Mình không làm gì cả. Chẳng
nhiều cách lắm, nhiều cách để làm lắm, nhiều lắm đấy. Nó rất nhiều cách để làm này, nó phù hợp với ai nữa. Quan trọng là đầu vào cái rất là ngày chỗ đấy khí hậu, các cái điều kiện liên quan công đến giàu đến người lao động, phải có công trọng với nhau. Bài toán của thầy là thầy trồng cây keo ngày xưa thôi, nhưng mà bây giờ khác à? Như là thầy trồng các cây là cây không vẫn ngồi nhá, vẫn có tỷ lệ đúng rồi ạ, nhưng mà chủ yếu bây giờ chuyển sang là trồng các cây đô thị thì lãi hơn rất là nhiều. Thế nhưng mà cái gì thì nó cũng có cái tỷ lệ phần trăm của nó phù hợp với lại cái đồng vốn của mình bỏ ra. Bởi vì thầy trồng cây keo ấy là 25 triệu, chi phí là 25 triệu cho 1 hecta trong vòng 5 năm các bạn ạ. Rẻ không? Rẻ đúng. Thế nhưng mà cái tiền lãi của thầy lại ở đây là 400% trong vòng 5 năm, cho con số rất là cao đúng không ạ? Nhưng với cái bài toán rau sạch của chúng ta, chi phí hôm trước chị có cho các bạn xem ấy, 1 hecta là 600 triệu tiền rau trong vòng có 45 ngày thôi, tắt đúng không? Tắt hơn của thầy rất là nhiều, nhưng mà cái lợi nhuận ở đây nó cho là 200% trong vòng 1 năm. Thì tóm lại là nó liên quan đến là cái việc mà mình bỏ ra chi phí như thế nào nữa, và cũng như là mình lựa chọn cái sản phẩm nữa các bạn ạ. Thì mình có nhiều công sức đúng rồi, cái tiền nhân công của chúng ta rất lớn luôn, tiền nhân công của chúng ta là đắt nhất trong tất cả cái chi phí khi mà vận hành rau, làm rau sản xuất ra. Cả cái chi phí mà kể cả chúng ta làm không ở đây, chúng ta không chỉ làm rau mà còn cả làm du lịch, rồi làm cả cái sản phẩm là mây tre như kìa, là sản phẩm là đồ nội thất Tây Bắc và gia dụng Tây Bắc ấy, nó khá là cao. Kể cả mỹ nghệ cũng rẻ thôi các bạn ạ. Nói thật với các bạn là cái mỹ nghệ này ấy, là chúng ta nhặt đá ở dưới suối mà ở những nơi chúng ta đi qua mà thôi, nhưng khi mà chúng ta mang về với Hà Nội thì chúng ta tính cái tiền chi phí vận chuyển và tiền nguyên vật liệu là vẽ, rồi là tiền công của họa sĩ là các bạn nhân công ấy, nó rơi vào tầm 360.000 này, 360.000 cho một bức. Thôi chúng ta đang bán với cái giá là 1.750.000 bức này, còn bức kia thì là 1.800.000, 1.900.000 đấy, các bạn thấy không ạ? Lãi, nhưng mà lãi ở đây bởi vì là nó có liên quan đến là cái ý tưởng của tôi đấy. Giá trị của chất xám. Giá trị của chất xám, đúng không? Đây là một hệ sinh thái rồi, còn rất là nhiều, tính linh hoạt. Các bạn muốn mặc những cái bộ quần áo trang phục Tây Bắc đúng không? Thì các bạn, một năm các bạn đi du lịch Tây Bắc được mấy lần nếu như các bạn không làm bất động sản Tây Bắc? Đó, thế thì nếu các bạn không làm bất động sản Tây Bắc thì một năm chắc bạn đi du lịch Tây Bắc được 2 lần, 3 lần. Không đi luôn ấy ạ. Thậm chí các bạn không đi, thế nhưng mà các bạn rất là muốn một lần thử những cái trang phục như vậy. Vậy thì các bạn chỉ cần đến với Big Ali ở 292 Mika nha. và thuê 500.000 một bộ thôi. Đấy, thế nhưng mà chi phí thì tôi đang bán một cái bộ đấy là rơi vào 12 triệu cho đến 18 triệu một bộ. Đấy, các bạn ạ, đang bán với giá như vậy đấy. Còn tất nhiên cái giá sản xuất của tôi cũng rất là rẻ, không quan trọng nó là chất sản. Cảm ơn các bạn, chúng ta nghỉ trưa, nhạc chiều là chúng ta bắt đầu từ